ta lại cùng nhau meeting Zoom online như thế này mà một cái buổi tối thật là ấm áp và cũng như là rất là nhiều năng lượng. Mặc dù là sau một ngày làm việc chúng ta đã gặt hái được rất là nhiều thành công, nhưng mà buổi tối chúng ta vẫn dành thời gian để chúng ta học hỏi thêm kiến thức cũng như là chúng ta giao lưu với những cái lãnh đạo đi trước thành công để chúng ta học hỏi kinh nghiệm, và chúng ta cũng sẽ thành công như là những lãnh đạo đi trước. Và em quay thì giống như là một cái cuộc đua marathon đúng không ạ? Nhưng mà không có người nhưng mà không phải người nào về trước là thắng, mà nếu anh chị nào nỗ lực chúng ta chạy về đích thì chúng ta đều là người thắng cuộc hết. Cho nên nếu chúng ta không ngừng nghỉ, không ngừng làm việc thì chúng ta nhất định là gặt hái thành công. Và đặc biệt là khi mà thành công với Amway thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống rất là tự do và có một cái nguồn thu nhập rất là tốt, và chúng ta có thể làm những cái điều mà chúng ta chưa từng nghĩ là chúng ta sẽ làm được luôn. Và ngày hôm nay cũng rất là vui gặp lại tất cả các anh chị, và Giang sẽ giúp cho tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau kết nối và chúng ta gặp gỡ những lãnh đạo cũng như là chúng ta sẽ giao lưu với những anh chị đã bắt đầu công việc kinh doanh này và họ đã tham gia công việc kinh doanh Amway như thế nào. Và thông qua Amway thì là một cái cơ hội rất là tuyệt vời, thì những anh chị đó đã gặt hái được những cái thành công gì cũng như là những cái lý do gì mà tại sao những anh chị đó lại lựa chọn cái công việc kinh doanh Amway. Thì trước đây thì Giang cũng là một cái người rất là bình thường thôi. Thông qua một người anh thì anh đã chia sẻ cho Giang về cơ hội kinh doanh Amway, và Giang cũng nắm bắt học hỏi. Lúc đầu mình đi học và sau đó mình nhận ra Amway là một cái cơ hội rất là tốt. Lúc đầu mình nghĩ Amway chỉ là một cái cơ hội bình thường thôi, kiếm thêm thu nhập thôi. Nhưng mà sau này mình càng đi học, mình càng được nghe những kiến thức từ những thầy, rồi những người đi trước, và mình nhìn thấy họ có một cái cuộc sống rất là tốt. Và trong Amway thì khi mà chúng ta bắt đầu làm việc thì chúng ta sẽ được nhìn thấy trước cái tương lai của mình 5 năm nữa, 10 năm nữa. Khi mà chúng ta thành công, khi mà chúng ta đã gặt hái nhiều thành công thì chúng ta sẽ có cuộc sống như thế nào. Và đối với công việc bên ngoài thì hầu như là mình không biết trước được cái công việc bên ngoài là sau khi mình làm 5 năm nữa, 10 năm nữa rồi mình sẽ như thế nào và cuộc sống của mình sẽ ra sao. Hầu như là mình không có biết trước được điều đó. Nhưng mà nếu như các anh chị nghiêm túc với sự nghiệp kinh doanh Amway thì chúng ta sẽ biết được, nếu chúng ta đặt cái mục tiêu ra 3 tới 5 năm thì chúng ta sẽ đạt được thành công gì và chúng ta sẽ có cái thu nhập như thế nào cũng như là chúng ta có cuộc sống tốt như thế nào thông qua cơ hội kinh doanh Amway. Đó là một cái điều Giang cảm thấy rất là tuyệt vời so với những công việc bên ngoài. Thì công việc bên ngoài không phải là không tốt, nhưng mà giữa cái tốt và cái tốt hơn thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn cái tốt hơn đúng không ạ? Ok, thì chia sẻ với các anh chị một vài điều như thế. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được giao lưu với hai vị khách mời đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Thì bây giờ Giang sẽ giúp cho tất cả các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối đến một thị trường ở tận miền Trung, ở thị trường ở Thừa Thiên Huế, thành phố Huế. Thì ban tổ chức đã sắp xếp và mời chị có thể chia sẻ những cái lý do tại sao chị lại lựa chọn cái công việc kinh doanh Amway, và cái điều gì chị tâm đắc nhất trong sự nghiệp kinh doanh Amway này, cũng như là những cái giá trị nào mà chị quyết định là chị tham gia sự nghiệp kinh doanh Amway, cũng như là coi đây là một cái sự nghiệp cả cuộc đời của mình để mình phấn đấu và nỗ lực, và sắp tới cũng như là mục tiêu của chị sẽ như thế nào trong công việc kinh doanh Amway này. Thì trước khi mà chị đến với công việc kinh doanh Amway thì chị đã từng sống và làm việc tại Hàn Quốc các anh chị. Nhưng mà sau đó chị vô tình biết đến cơ hội kinh doanh Amway thông qua một người anh là thuyền trưởng của hệ thống chúng ta. Thì chị đã biết đến cơ hội kinh doanh Amway và chị nắm bắt, và sau đó chị về Việt Nam chị phát triển và cũng đã gặt hái được một số cái thành công nhất định trong công việc kinh doanh Amway. Thì chúng ta hãy dành những cái chữ like thật nhiều và thật dài để chào mừng phần chia sẻ của chị Lễ Hồng đến từ thị trường Thừa Thiên Huế các chị. Alo, em chào chị Hồng. Dạ, em chào chị. Hồng xin chào cả anh chị lãnh đạo, chào cả anh chị và các bạn. Hồng thì người miền Trung cho nên nhiều lúc cái giọng nói nó hơi khó nghe, nên cả anh chị
có thể tập trung hơn một tí. Giọng nói của Hồng ở miền Trung là hơi khó nghe ở người miền Nam. Thì hôm nay lời đầu tiên là Hồng xin cảm ơn ban tổ chức đã cho Hồng có cơ hội được nói lên cái lý do vì sao Hồng tham gia vào biệt đến em quay và tham gia vào em quay. Và Hồng xin tự giới thiệu, Hồng tên đầy đủ là Võ Thị Lệ Hồng và Hồng đang kinh doanh ở thị trường Huế, đang làm em quay ở thị trường Huế. Thì cái may mắn đây Hồng được gọi là cái may mắn mà Hồng biết đến em quay đó là cũng nhờ về cái dòng sản phẩm của em quay. Do cái dòng sản phẩm đầu tiên Hồng được dùng đó là dòng Nutrilite. Thì trước đây thì Hồng ở Việt Nam á, Hồng ở Việt Nam thì Hồng chưa hề biết đến em quay là gì, cũng chưa biết đến cả cái sản phẩm của em quay. Sau đó Hồng đi làm việc ở bên Hàn Quốc thì lúc đó thì Hồng đang bị đau về tay thì cả cái tay của Hồng thì nó lở ra hết, nó lở ra hết, nhất là vào mùa đông á thì nó sẽ lở ra và chảy máu cả chân cả tay. Thì lúc Hồng đi làm thì nó rất là khó khăn, thì lúc đi như thế là máu nó chảy ở chân luôn cả anh chị ạ. Cho nên là Hồng tìm rất là nhiều phương pháp, có nghĩa là hồi trước đấy ở Việt Nam Hồng đã bị rồi, nhưng mà đến khi sang bên Hàn Quốc á thì Hồng thì nghĩ là sang bên đó có những thuốc tốt á thì Hồng có thể là chữa lành được khỏi cái tay của Hồng. Thì Hồng chỉ đang ở cái tay, từ cái tay nó rất là giảm, cho nên là rất là không có tự tin khi mà bắt tay một ai hết. Nên khi mà Hồng sang bên Hàn á thì có một người bạn đó của ông xã Hồng ở bên Việt Nam á, thì bảo là có cái dòng Nutrilite rất là tốt. Thì lúc đó là ông xã Hồng có mua sang, gửi sang cho Hồng dùng một lần, đó là dùng protein C, B và E. Thì lúc đó là Hồng dùng trong vòng một tháng thì Hồng thấy rất là tốt. Cái dòng sản phẩm này, nhờ cái dòng sản phẩm này mà trước đây thuộc rất là nhiều, thể nói là mười mấy năm nhưng mà Hồng vẫn chưa có khỏi được cái căn bệnh này, mà bây giờ mới dùng trong vòng một tháng mà cả thì Hồng đã liền hết. Nên là Hồng rất là mừng, và từ đó Hồng đã đi tìm hiểu cái dòng sản phẩm Nutrilite này. Và từ cái tìm hiểu cái dòng sản phẩm đó thì Hồng mới tìm ra và thấy là trong cái dòng sản phẩm này thì cái công ty kinh doanh về cái dòng sản phẩm này là có được một cái mô hình kinh doanh và cái chính sách trả thưởng rất là tốt, rất là hay. Càng lúc thật thì Hồng thấy là đây là cái cơ hội mà Hồng ở đây đang đi tìm mà mãi mà vẫn chưa thấy. Có nghĩa là trước đây Hồng đi Hàn Quốc cũng vì một cái lý do là thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn, có nghĩa là vì cái nghèo lúc đó mình bị ra đi để tìm một cái công việc có một thu nhập tốt. Thì hôm nay Hồng thấy rằng là cái công việc hiện tại của Hồng đang làm ở bên Hàn Quốc ấy, thì nó hàng ngày Hồng phải làm là 12 tiếng đồng hồ, thì cứ một tuần làm ca đêm thì đổi lại một tuần làm ca ngày thì nó rất là vất vả. Và chính vì mình làm càng nhiều như thế thì lúc đó thu nhập mình nó mới được cao. Và không thể rằng nghĩ cái ngày nào mà mình nghỉ mà mình không làm nữa thì cái thu nhập của mình nó không có. Tại vì nhiều lúc mà muốn nghỉ cũng khó, rất là khó. Cho nên là nó không có thoải mái về thời gian và không gian thì càng không thoải mái nữa. Cho nên khi mà Hồng càng tìm hiểu về cái chính sách trả thưởng cũng như cái mô hình kinh doanh của em quay ấy, thì Hồng thấy rằng là đây là cái cơ hội mà Hồng tìm rất là lâu. Và ngay cả những cái lúc mà Hồng đi làm, Hồng vẫn mơ ước là được làm em quay, nhưng mà vì Hồng ở bên Hàn Quốc ấy, thì thời gian mình đi làm nó quá nhiều đi, không có cái thời gian để mà đi tìm hiểu giống như là đi đến những cái môi trường em quay hàng ngày. Nhưng chính vì thế mà Hồng quyết định là Hồng về Việt Nam để làm. Tại vì Hồng nghĩ là bây giờ nếu như mà làm như thế là mình cứ làm liên tục thì mình không có tiền. Và nếu như mình nỗ lực làm trong em quay thì mình làm trong một thời gian thì mình có thể là có được những cái thu nhập thụ động, mình không còn phải vất vả như hiện tại bây giờ nữa. Từ lúc đó Hồng nghĩ như thế và Hồng thấy là mình có nhiều cái động lực để mà thành công trong em quay, cho nên Hồng quyết định là Hồng sẽ đi tìm cái người để bảo trợ ra Hồng. Và cũng là một cái duyên may mắn là Hồng lại gặp được anh Trương Văn Bình và anh là người bảo trợ trực tiếp của Hồng. Cho nên là Hồng cũng xin mời các bạn hãy anh chị để cảm ơn cái người mà nhiều dắt Hồng rất là nhiều cho đến thời điểm bây giờ, người mà Hồng xem anh như là một người thầy,
một người anh, một người lạc đạo và một người thiền tượng rất là tuyệt vời. Đó. Cho nên Hồng đã đặt ra một cái mục tiêu cho mình là đến năm 2017 thì Hồng nhất định phải là Emerald trong Amway. Cho nên mong là các anh chị hãy đồng viên thêm cho Hồng để Hồng hoàn thành cái mục tiêu của mình. Và Hồng qua đây thì Hồng cũng xin các anh chị nào mới vào á thì các anh chị hãy tìm hiểu những người giới thiệu mình vào cũng giống như những cái người mà lãnh đạo cùng trên, tìm hiểu về Amway cho thật kỹ và biết các anh chị sẽ thấy rằng Amway nó có rất là nhiều giá trị mà mình có thể làm cho mình thay đổi cuộc sống và nó có thể làm cho mình đạt được ước mơ mà trước đây mình mơ ước nhưng mà mình chưa hoàn thành được. Thì vì thời gian nó cũng có hạn cho nên rất là ít, cho nên Hồng cũng chỉ chia sẻ một phần nào đó. Thì sau này nếu có cơ hội các anh chị được gặp Hồng á thì Hồng sẽ chia sẻ được nhiều hơn ạ. Và xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Hồng sẽ chia sẻ nó rõ thôi ạ. Hồng cảm ơn. Rồi, ok. Cảm ơn chị Lệ Hồng rất là nhiều. Và chúng ta hãy dành cho chị Lệ Hồng những chữ like thật dài thay cho lời cảm ơn cũng như là động viên giúp cho chị Hồng có thể là sớm đạt được mục tiêu của mình trong năm 2017 là chị sẽ đạt được vị trí Founder Emerald, cổ đông của Amway. Và cũng như chị chia sẻ thì với công việc chúng ta bỏ thời gian, công sức, sức khỏe, chất xám của mình để đi kiếm thu nhập, kiếm tiền thì chúng ta không có đủ sức khỏe, thời gian cũng như là công sức của mình để có thể kiếm được nhiều tiền và có thể là có một cái nguồn thu nhập thụ động được. Và chỉ khi mà chúng ta có một cái nguồn thu nhập thụ động thì chúng ta mới có được một cái cuộc sống thoải mái cũng như là tự do trong trong cuộc sống hiện tại của chúng ta như thế này. Vậy thì vừa rồi các anh chị chúng ta đã nghe chị Hồng là một người đi làm việc ở nước ngoài. Và nếu chúng ta đi làm ở nước ngoài thì chắc chắn là sẽ có một cái nguồn thu nhập rất là tốt hơn ở Việt Nam. Nhưng mà chị không dừng lại ở đó, chị đã rẽ một cái hướng khác, đó là có thêm một cái cơ hội kinh doanh để có thể là sau này có thêm một cái nguồn thu nhập tốt và xây dựng một cái kinh doanh tốt hơn. Và ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay thì tiếp theo thì ban tổ chức đã sắp xếp cũng như là đã mời được một lãnh đạo. Vừa rồi các anh chị đã nghe chị Lệ Hồng rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ được nghe phần chia sẻ của một chủ doanh nghiệp. Trước khi anh bắt đầu công việc kinh doanh Amway thì anh là chủ doanh nghiệp và anh kinh doanh về mảng ô tô các anh chị. Và anh cũng đã rất là thành công với công việc truyền thống của mình rồi. Nhưng tại sao anh lại lựa chọn công việc kinh doanh Amway để xây dựng và phát triển? Mặc dù đã có công việc tốt bên ngoài thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ được lắng nghe phần chia sẻ của lãnh đạo Founder Platinum, anh Nguyễn Cao Phong. Chúng ta hãy dành cho anh Cao Phong những chữ like thay cho cái tràng pháo tay để mời anh Cao Phong chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn Bảo Giang rất là nhiều và xin được chào anh lãnh đạo Founder Emerald, anh Trương Văn Bình và cùng với tất cả các anh chị lãnh đạo ở trong Zoom. Ngày hôm nay thì Phong cảm thấy là rất là vui và cảm ơn ban tổ chức đã cho mình chia sẻ 5 đến 7 phút một cái chủ đề, đó chính là cái lý do tại sao mà mình tham gia cái công việc kinh doanh Amway. Thưa tất cả các anh chị là vừa rồi thì bạn Bảo Giang có chia sẻ một phần về cái công việc của Phong trước đây. Thì thực sự đúng là Phong đã từng làm chủ cho riêng bản thân mình ở cái ngành kinh doanh về xe ô tô, xe gắn máy và cũng như là trung tâm bảo dưỡng bảo trì. Và sau đó là Phong qua rất là nhiều những cái công việc khác nhau, cứ làm sao nó liên quan về kinh doanh nhưng mà mình phải làm chủ thì mới được. Thì những năm 20 tuổi các anh chị. Thì khi mà đến với Amway thì thưa các anh chị là Phong là một cái người mà đi tìm hiểu về Amway và đi tìm một cái người bảo trợ cho riêng mình. Thì Phong tìm thấy được nhờ cái sự giới thiệu của một người anh là anh Nguyễn Văn Thái giới thiệu ra là chị Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nguyễn Phi Hùng. Thì bây giờ hai anh chị đang là Founder Latinum. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị đã cho Phong biết được Amway như thế nào và giải thích cho Phong hiểu được nhiều cái giá trị ngoài tiền trong Amway. Thì thưa các anh chị là Phong là một người đi kinh doanh, cho nên rằng là Phong đến với Amway không phải vì sản phẩm đâu, không phải vì sản phẩm như bao nhiêu các anh chị khác đâu. Phong đến với Amway vì thấy rằng là ở Amway là kiếm được tiền, ở Amway là có được tiềm năng thu nhập cao thì Phong đến thôi. Cho nên là cái việc đương nhiên sau này thì mình đã sử dụng là tới gần 9%
gần 9% khi mà mình nghe người bảo trợ tuyến trên của mình nói rằng là kinh doanh này là kinh doanh phải sử dụng sản phẩm thì mới đi kinh doanh được. Bằng chính cái cảm nhận của mình thì mình chia sẻ thì nó mới có cái sự thật ở trong đó. Thì Phong đã mua cho mình gần 9% để thay đổi toàn bộ những cái nhãn hiệu tiêu dùng trong gia đình nhà mình, và vitamin mình gửi về cho ba mẹ một bộ, và mình mua cho mình một bộ, và chăm sóc da mình cũng mua cho mình một bộ chăm sóc da. Thì mình cảm thấy rằng là cái kinh doanh này nó rất là tiềm năng. Mình nghĩ rằng là đến đây chỉ là kiếm tiền thôi, chứ không phải là để lấy cái giá trị gì đó ngoài tiền. Mình là mờ, mình không có biết em ơi có những giá trị mà tiền không thể mua được ở trong cái công việc kinh doanh này. Thế thì càng tìm hiểu Amway thì mình càng cảm thấy rằng là Amway có những cái giá trị mà mình cứ nói đến là cái da gà trên tay mình nó nổi, trong cơ thể mình nó nổi lên. Là thực sự các chị là Phong rất là thích rất là nhiều cái giá trị trong đó. Nhưng mà Phong thích nhất là cái giá trị kế thừa cho đời sau. Bởi vì là khi mà mình làm ở cái công việc kinh doanh phía bên ngoài ấy, thì mình đã từng lo cho con của mình bằng những cái giá trị khi mà con mình 5 tuổi, 6 tuổi là mình đã sẵn sàng, mình đã chuẩn bị mình mua một cái mảnh đất để mình kế thừa cho con mình. Và hiện giờ con mình nó đã 13 tuổi rồi, thì cháu mình cũng đã vẫn còn để cái mảnh đất đó cho con mình đến giờ phút này. Và mình nghĩ rằng là đó chính là cái kết quả khi mà mình làm kinh doanh bên ngoài thì mình có được mình cho con mình, thì sau này mình sẽ cảm thấy là an lòng nếu như mà mình có xảy ra một cái chuyện gì ở bên ngoài kia. Thì khi mình đến với Amway thì thực sự các anh chị là sau 4 năm thì mình cả thấy rằng là nó khác biệt rất là nhiều so với lại cả gần 20 năm mình làm ở phía công việc kinh doanh bên ngoài. Công việc kinh doanh bên ngoài cũng cho mình nhà, cũng cho mình xe, cũng cho mình những cái giá trị đảm bảo, nhưng nó không tuyệt đối. Nó không tuyệt đối. Cho nên rằng là khi mà mình đến với Amway thì thực sự các anh chị là sau 4 năm. Sau 4 năm thì mình đã có một cái hệ thống vững chắc trong cái kinh doanh này. Và đây cũng chính là một cái tài sản mà mình kế thừa được cho con mình. Và bấy lâu nay là mình đang rất là tìm kiếm cái giá trị kế thừa này. Và mình đến với Amway mình cảm thấy rằng là ở đây là một cái giá trị mà mình cũng nỗ lực như bao nhiêu công việc ở phía bên ngoài. Mình cũng phải làm, mình cũng phải vất vả, mình cũng phải cực. Nhưng mà chỉ cực trong vòng từ 3, 5, 5 năm, thưa các anh chị là Phong cứ cho dài ra là 10 năm đi. Thì với những cái gì vất vả phía ngoài đời kia, thì 10 năm trong Amway cũng chưa là cái gì. Đó chính là cái ý kiến riêng của bản thân mình thôi. Thì mình thấy rằng, ồ, sau 4 năm mình đã có kết quả, sau 4 năm mình đã có giống như một cái tài sản mà rất là nhiều những cái đứa bé, những đứa trẻ mà cha mẹ của các bé nó không biết đến Amway, hoặc biết rồi cũng không nỗ lực thực sự với Amway, thì họ cũng không có được những cái kết quả như vậy. Thì mình cảm thấy là rất là cảm động và cảm ơn Amway rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều những gì mà Amway mang lại cho cộng đồng, những gì Amway mang lại cho người dân trên thế giới, mà giúp đỡ được cho thật là nhiều người. Và thưa các anh chị là khi mà mình đến với Amway thì mình cũng vừa rồi cũng đã chia sẻ với anh chị là cũng vất vả như công việc bên ngoài kia của mình. Nhưng cái kết quả nó khác nhau hoàn toàn so với lại cả gần 20 năm mình nỗ lực ở ngoài đời. Nó khác rất rất là nhiều. Và mình thấy rằng là cái nỗ lực ở trong cái công việc này mình còn nỗ lực được nữa, mình cũng còn có thể phát triển được nữa. Cứ cho rằng là còn 7 năm, 8 năm nữa mình nỗ lực nữa thì mình vẫn cứ làm được. Và mình thấy rằng cái công việc kinh doanh này làm có một cái gọi là một cái tính siêu bảo hiểm rất là lớn ở trong công việc kinh doanh này. Và Phong cũng xin được chia sẻ về cái cá nhân của mình. Và đúng vào cái buổi tối ngày hôm nay, trước khi mà chia sẻ ở trên Zoom, đây là một câu chuyện có thật. Trước khi kết thúc thì Phong muốn chia sẻ với các anh chị một cái câu chuyện có thật mà Phong vừa đi gặp một khách hàng, vừa dứt điểm về tới đây để chia sẻ với Zoom mình như thế này. Thì Phong có một người bạn ở trên Facebook, bạn đó kết bạn với mình và mời mình đi uống cà phê. Thì mình cũng đã cảm giác là người này mời mình đi uống cà phê với một cái tâm thái là người ta muốn nói với mình một cái điều gì đó về công việc. Và mình cũng ngờ ngợ rằng người này cũng đang làm một công ty đa cấp. Thì mình ra mình gặp. Thì sau đó bạn chia sẻ thẳng là bạn đang làm một cái công ty là công ty sữa non. Và bạn có nói với Phong một điều là công ty của em rất là tốt, công ty của em thu nhập rất là cao, và rất nhiều người lãnh đạo ở bên công ty em đã sang bên công ty em làm, và họ thành công rực rỡ ở bên công ty của em, và họ đưa những cái lời ngon này ngọt ra, họ nói với mình rất là nhiều về tiền. Thì sau đó Phong ngồi, Phong có nói chuyện với bạn đó một câu rằng là ngày hôm nay nếu như anh đến Amway vì tiền thì khẳng định với em là anh sẽ không tới. Bởi vì nếu Amway chỉ một thời gian anh làm mà anh phát hiện rằng Amway chỉ là nơi để kiếm tiền
thì Amway không phải cái nơi duy nhất để anh đến đó anh kiếm tiền, anh sẽ làm công việc bên ngoài, bởi vì anh quen cái việc là kiếm tiền nhanh, làm ăn ngay ở ngoài kia, thì anh làm được rất là nhiều điều ở ngoài kia, anh kiếm tiền nhanh. Nhưng đến với Amway quá nhiều giá trị ngoài tiền mà tiền không thể mua được, mà bản thân lãnh đạo, những vị lãnh đạo ở trong công ty Amway, những người nhân viên lãnh đạo trong công ty Amway thường khuyên những lãnh đạo Latinum trở lên rằng đi chia sẻ với Amway, đừng bao giờ chia sẻ về tiền của Amway mà hãy chia sẻ về những giá trị mà tiền không thể mua được trong Amway. Thì Phong có kể cho bạn nghe về những giá trị đó. Và thưa các anh chị, Phong kể đến đâu thì cái da gà trên cơ thể của mình nó nổi lên đến đó. Và bạn đó nhìn rõ ràng thấy là trên cái hai cái cánh tay mình mặc áo ngắn thì nhìn rõ là hai cánh tay của mình nổi da gà khi mình nói về Amway. Và bạn biết rằng là mình có một cái niềm tin rất lớn trong Amway. Mình kể câu chuyện này ra để muốn chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn là làm Amway thực ra không hề dễ một chút xíu nào hết, nhưng chúng ta có thể làm được, chắc chắn chúng ta làm được, và khẳng định là chúng ta có niềm tin chúng ta sẽ làm được. Trong giai đoạn khó khăn chúng ta vượt qua được, thì đến khi nó thuận lợi, chắc chắn Amway sẽ không bao giờ để cho chúng ta có những sự thiệt thòi, không bao giờ bỏ qua chúng ta khi mà chúng ta có cái nỗ lực bỏ ra, mà chúng ta sẽ thu được tất cả những kết quả mà chúng ta sẽ đạt được. Mặc dù Amway làm kết quả tới chậm, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có được những điều mà người khác hoặc bất kể một công ty nào, một nhà phân phối nào làm công ty đa cấp khác, họ không bao giờ họ có, giống như nhà phân phối lãnh đạo thành công cho Amway. Cho nên Phong muốn chia sẻ với các anh chị rằng chúng ta hãy có niềm tin, chúng ta hãy có một sự kiên cố trong cái tư tưởng của mình. Hãy tin Amway, chúng ta hãy tin vào những gì chúng ta đang làm, đừng bao giờ bỏ cuộc, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công rất lớn trong một cái tương lai gần nhất, bởi vì Amway hiện giờ đang đầu tư cho chúng ta cực kỳ nhiều tại thị trường Việt Nam này. Cho nên các anh chị hãy cho mình một cơ hội, hãy cho mình một niềm tin tiếp theo. Đã làm được việc gì rồi chúng ta hãy làm tiếp các anh chị nhé, đừng bỏ qua. Những giai đoạn khó khăn nhất chúng ta vượt qua được thì đến khi thuận lợi chắc chắn chúng ta sẽ thành công một cách mỹ mãn trong cái kinh doanh Amway này. Và xin được cảm ơn anh Trương Văn Bình, anh cùng với tất cả các anh chị lãnh đạo đã cho Phong chia sẻ được 5 đến 7 phút trong Zoom buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe rất là nhiều, cảm ơn rất nhiều ạ. Wow, tuyệt vời. Cảm ơn anh Cao Phong rất là nhiều. Chúng ta dành cho anh Cao Phong nhiều chữ like để cảm ơn anh Cao Phong đã chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù anh rất là bận nhưng mà đã dành chút ít thời gian của mình để vào Zoom như thế này đã rất là tốt rồi. Và anh còn chia sẻ cho chúng ta thêm một số cái thông tin về kinh doanh Amway đúng không ạ? Và cũng như là anh Cao Phong đã chia sẻ thì nỗ lực một đời thì chúng ta không bằng lựa chọn đúng một lần. Ngày hôm nay công việc bên ngoài chúng ta cũng nỗ lực, chúng ta cũng phấn đấu, nhưng mà khi chúng ta không còn làm nữa thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã phát triển, chúng ta đã làm thì nó đã trở về con số 0, và thậm chí là chúng ta không còn gì hết luôn. Nhưng mà đặc biệt là đối với sự nghiệp kinh doanh Amway, là một cái sự nghiệp làm chủ bản thân của mình, cũng như là đây là một cái cơ hội để chúng ta xây dựng cái công việc kinh doanh cũng như là cái công ty riêng cho chính bản thân của mình từ hai bàn tay trắng, mà chúng ta có thể xây dựng lên một cái sự nghiệp rất là lớn. Và lớn như thế nào thì các anh chị chúng ta phải dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn ở nhiều buổi khác nhau. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm hiểu một vài buổi mà chúng ta khẳng định là Amway như thế này, như thế kia được. Cho nên là chúng ta hãy tìm hiểu và chúng ta học hỏi, cũng như chúng ta giao lưu với những lãnh đạo thành công đi trước. Và chúng ta hãy hỏi những lãnh đạo đó là tại sao anh lại lựa chọn công việc kinh doanh Amway, cũng như là trước khi anh đến với Amway thì anh làm gì và anh đã gặt hái được những cái gì trong công việc kinh doanh Amway, để chúng ta có thể có thêm niềm tin. Và chúng ta hãy hỏi thật nhiều người như thế thì chúng ta sẽ biết được lý do tại sao bản thân chúng ta nên lựa chọn công việc kinh doanh Amway, đúng không ạ? Ok, và trong buổi tối ngày hôm nay thì có rất là nhiều anh chị, thì nếu như mà anh chị nào chúng ta có cái thắc mắc mà chúng ta muốn hỏi á, thì phía sau cái phần cuối trong cái chương trình này chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi và chúng ta sẽ mở mic lên để hỏi. Còn trong suốt quá trình cái buổi Zoom diễn ra thì các anh chị vui lòng mình tắt mic, cũng như là mình có thể tạm thời tắt cái video của mình. Nếu như video mình nó chưa có được tốt lắm thì mình có thể tắt cái video của mình để chương trình của mình nó tốt hơn. Và phần tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì là một cái phần sẽ giúp cho tất cả các anh chị chúng ta học hỏi cũng như là chúng ta tìm hiểu về sự nghiệp kinh doanh Amway, cũng như là cái
chương trình khởi nghiệp kinh doanh Amway như thế nào và chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh Amway. Amway là như thế nào và Amway đến từ đâu, cũng như là thông qua sự nghiệp kinh doanh Amway thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều gì trong công việc kinh doanh này. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức đã mời được một lãnh đạo nữ trong hệ thống CA của chúng ta. Thì trước khi mà chị đến với công việc kinh doanh Amway thì chị là một người rất là bình thường. Và khi mà chị bắt đầu công việc kinh doanh Amway thì nhiều người là chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh Amway thì chúng ta đã có một cái công việc hay là một cái sự nghiệp bên ngoài rất là tốt rồi. Chúng ta có một cái nguồn thu nhập tốt. Nhưng mà chị khởi điểm công việc kinh doanh Amway thì chị bắt đầu từ bàn tay trắng của mình. Và chị chỉ là một người sinh viên tốt nghiệp ra trường thôi. Và sau đó chị nắm bắt cơ hội kinh doanh Amway. Và sau hơn một thời gian, hơn 3 năm chị nỗ lực trong công việc kinh doanh Amway thì chị cũng đã đạt được cái vị trí lãnh đạo đầu tiên trong công việc kinh doanh Amway, đó là Founder Platinum. Và chị cũng đã sở hữu cho mình riêng một căn hộ cũng như là một chiếc ô tô riêng cho bản thân của mình. Và Giang cảm thấy rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ chị trong công việc kinh doanh Amway này. Bởi vì chị là một người bình thường mà chị có thể làm được, là một người phụ nữ bình thường thôi nhưng mà chị đã làm được. Thì Giang tin rằng nếu như sau phần chia sẻ này, tất cả chúng ta đều có thể làm được. Và chúng ta cũng sẽ có thể làm tốt hơn và thành công hơn chị nữa trong công việc kinh doanh Amway này. Bởi vì Amway là sự nghiệp công bằng, đúng không ạ? Chúng ta nỗ lực nhiều thì chúng ta sẽ nhận kết quả nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với chị và chị sẽ chia sẻ cho chúng ta về cơ hội kinh doanh Amway cũng như là chị đã bắt đầu công việc kinh doanh Amway như thế nào và đạt được những thành tựu của mình như thế nào thông qua phần chia sẻ của chị. Và chúng ta hãy dành cho chị Founder Platinum, chị Lê Thị Trúc Mai, thật nhiều chữ like để mời chị chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn lãnh đạo Giang rất là nhiều. Lời nói đầu tiên thì cho Mai gửi lời chào đến toàn thể tất cả những anh chị em và đặc biệt nhất là những bạn trẻ và những cô bác đang sử dụng cái trình duyệt là online như thế này để có thể đào tạo. Chúng ta hãy cho bạn MC trang thêm một tràng like lần nữa đi ạ. Và lời nói đầu tiên đó là Mai cảm ơn rất là nhiều về sự tổ chức cái chương trình ngày hôm nay, đó là cái anh lãnh đó là anh lãnh đạo của chúng ta, đó là anh Trương Văn Bình. Chúng ta hãy cho anh founder Trương Văn Bình một tràng like thật là lớn, thật là dài, tại vì đây là một trong những cái chương trình mà có thể giúp cho chúng ta phát triển được hệ thống từ xa. Và ngày hôm nay để hỗ trợ cho tất cả các anh chị thì Mai sẽ không nói nhiều về bản thân của mình nữa, mà các anh chị sẽ biết Mai sẽ trong xuyên suốt thời gian sắp tới. Vì bây giờ Mai sẽ nói về cái chương trình cơ hội kinh doanh cùng với Amway. Mai đang mở xe cái phần các anh chị có thể nhìn thấy được cái slide của Mai share không ạ? Dạ có, thấy chị thấy rất rõ thì. Ok, rồi vậy thì ngày hôm nay Mai sẽ nói sâu về một trong những đối tác mà chúng ta sẽ và đang hợp tác, đó là tập đoàn Amway. Thì cái từ viết tắt của Amway đó là American Way, có nghĩa là con đường của nước Mỹ. Ngày xưa chúng ta cũng nghe về con đường của nước Mỹ và chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ được đi trên con đường của nước Mỹ. Vậy thì đi trên con đường nước Mỹ là như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ Mai sẽ nói đây là cái có phải là giá trị cuộc sống của mình đó. Chúng ta khi mà chúng ta đi làm ở bên ngoài, mục đích chính của chúng ta đó là chúng ta sẽ mong muốn được tự do về tài chính, và thứ hai đó là chúng ta có được những cái điều mà chúng ta mong muốn, đó là những cái ngôi nhà, những chiếc xe, hoặc là có những bạn trẻ như hiện nay giống như Mai, cái thời mà giai đoạn đầu làm Amway đó là giai đoạn năm sinh viên năm thứ ba và làm Amway cũng là phát triển về bản thân. Và mục đích cuối cùng của chúng ta khi chúng ta thành đạt trong xã hội này đó là có một cái gia đình thật là hạnh phúc và được trải nghiệm thế giới. Có phải đây là những cái giá trị mà trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta còn cần nhiều hơn nữa, chúng ta đang rất là cần trong cuộc sống, đúng không ạ? Đó là về cái giá trị. Chị Mai ơi, chị bấm F5 cho màn hình nó full ra chị nhé. Cảm ơn chị. Ok.
Ok, rồi cảm ơn các bạn nha. Mình cũng chưa có rành về công nghệ nhưng mà có sự hướng dẫn từ phía các anh chị chúng ta cho anh MC của chúng ta chàng like nữa nha. Rồi tiếp theo đó là tự do về tài chính. Ở đây mình thì bấm like rồi nhưng mà bên đây cái màn hình hình như mọi người chỉ cập nhật được cái trụ sở chính tại Hoa Kỳ thôi đúng không? Mọi người có cập nhật được hết slide mà Mai bấm qua chưa? Mọi người có nhìn thấy slide mà Mai là trụ sở chính rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo dạ, đó là hai giai đoạn sáng lập. Dạ bây giờ là đang thấy không? Dạ bây giờ là đang thấy trụ sở chính đang quay tại Hoa Kỳ đó chị, nhưng mà nó chưa có phóng to ra. Rồi bây giờ mọi người mình cái màn hình thì đã phóng to rồi nhưng mà không biết là lý do tại sao mà nó không có phóng to. Rồi, chị Mai ơi, chị có thể tắt cái màn hình đó đi rồi để em chiếu cái slide cho chị nhé. Ok, cảm ơn em. Rồi em chiếu giùm chị cái màn hình nhé. Dạ rồi. Thì trong quá trình mà Helen chị ơi. Dạ. Bây giờ chị tắt cái file đó đi nhé. Bây giờ hiện tại là chị mở file cho nên là em không mở được á. Vậy vậy chị phải tắt xe đúng không? Dạ. Chị đã tắt rồi đó. Sorry cả nhà nhé, gián đoạn một tí xíu về cái Ok chưa Helen ơi? Dạ chưa chị ơi. Chị đã tắt cái xe rồi đó. Không chị. Ok chưa? Rồi, ok. Thì đầu tiên mình tiếp tục cái chương trình nhé. Đó là đây là hai nhà đồng sáng lập của công ty Amway, đó là ông Devan Nandel và ông Richard Bott. Và hai người này là hai người Do Thái đã thừa kế lại cho hai người con. Đó là ông Devan Nandel và ông Richard Bott. Thì chúng ta hãy cho một tràng like dành cho hai nhà đồng sáng lập của chúng ta đi ạ. Tiếp theo ạ. Chúng ta cho like tiếp theo nhé. Rồi, các anh chị có nhìn thấy đây là những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của trên toàn thế giới. Đầu tiên đó là cái Nike. Và cái thương hiệu, cái logo thương hiệu thứ hai mà cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đứng thứ hai trên toàn cầu nhưng mà chúng ta cũng không có biết. Và cái thương hiệu thứ ba đó là McDonald's thì nó mới vào Việt Nam của mình. Và cái thương hiệu là Marlboro hoặc là Mercedes, Coca-Cola, IBM. Và cái thương hiệu mà chúng ta quan tâm nhất đó là gì ạ? Đó là Amway, đó là thương hiệu đứng hàng thứ 8. Vậy thì có phải rằng so với Adidas và so với cả Sony thì các anh chị nhìn thấy đây là một trong những cái bảng nói về thương hiệu của chúng ta trên toàn cầu. Nhưng mà chúng ta, công ty Amway đang đứng hàng thứ 8 trên toàn cầu và thương hiệu này là thương hiệu có giá trị không thời hạn. Thương hiệu có giá trị không thời hạn nó khác với thương hiệu có giá trị trong thời gian bao lâu. Và đây là những cái giá trị thương hiệu nó rất là nổi tiếng. Cho nên khi chúng ta vai trò chúng ta đó là chúng ta đang hợp tác cùng với một thương hiệu có giá trị rất là nổi tiếng. Rồi xin mời tiếp theo. Và trước khi đầu tư vào thị trường Việt Nam thì công ty Amway không phải giống như những cái công ty khác chỉ là đầu tư một cái văn phòng, mà công ty Amway đã đầu tư hẳn một cái nhà máy, trong khi đó trên toàn cầu giai đoạn lúc đó chỉ có 4 nhà máy duy nhất. Hiện nay thì nó cũng đã có khoảng 8 cái nhà máy
thì duy nhất ở Việt Nam chúng ta đang sở hữu đó là hai nhà máy, và cái hiện tại mà chúng ta đang nhìn thấy đó là một trong những cái nhà máy đầu tiên tại thị trường Việt Nam, đó là nhà máy ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai, khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai, và với cái đầu tư là hơn 14,8 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo cho qua đi em. Và nhà máy thứ hai đó là nhà máy ở khu công nghiệp Tân Nguyên, Bình Dương mà bạn vừa mới lướt qua. Và nếu như trong tháng 7 anh chị nào chúng ta có muốn đi tham quan nhà máy và với cái lòng mong muốn để chúng ta có thể phát triển, thì chúng ta sẽ đăng ký với người tuyến trên của mình để chúng ta trực tiếp tham quan nhà máy và xem sự trải nghiệm và cái quy trình sản xuất của công ty. Và đây là một trong những cái quy trình sản xuất cực kỳ lớn và sẽ có một những cái mô hình phỏng về cái trang trại hữu cơ của chúng ta. Tiếp theo ạ. Và Amway đã thành lập rất là nhiều trung tâm phân phối và các văn phòng. Thì hiện nay cái nhà máy của chúng ta đó là ở Đồng Nai. Nhà máy ở thành phố cái trung tâm phân phối mà chúng ta hay sinh hoạt đó là chúng ta sinh hoạt trung tâm phân phối Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, rất là nhiều khoảng 12 đến 13. Tiếp theo. Và đây là tất cả các trung tâm phân phối của Amway Việt Nam trải dài trên khắp đất nước. Qua đi em. Và đây là shop Amway Hà Nội, đây là shop Amway thành phố Hồ Chí Minh, và đây là các anh chị để ý ha. Việt Nam của chúng ta hình chữ S và kéo dài đó là 63 tỉnh thành. Thì các anh chị để ý là chúng ta có rất nhiều. Và công ty đã hỗ trợ tuyệt đối trong tất cả các khâu, đó là gì ạ? 73 điểm giao hàng trên toàn quốc. Có nghĩa là các anh chị có thể làm việc ở trên online cũng được. Chúng ta có thể đặt hàng, công ty sẽ giao hàng tận nhà. Chúng ta có thể gọi điện thoại để chúng ta nhận hàng tại nhà, hoặc là chúng ta đến trung tâm phân phối. Nếu như chúng ta gần trung tâm phân phối, chúng ta có thể đến trung tâm phân phối hoặc tất cả các siêu thị. Tiếp. Đó là về cái file. Và vậy thì công ty quay kinh doanh cái gì? Và kinh doanh những sản phẩm gì? Mà lý do tại sao mà chúng ta cần phải nắm bắt cái cơ hội kinh doanh Amway? Bởi vì sao? Bởi vì kinh doanh Amway, công ty Amway là kinh doanh hơn 450 sản phẩm. Mà các anh chị thử hình dung nha, trong ngôi nhà của các anh chị trừ 4 cái bức tường ra, trừ những cái vật liệu xây dựng ra, còn lại tất cả những mặt hàng bên trong đều là công ty Amway đang kinh doanh và đang phân phối. Vậy thì để trở thành một nhà phân phối của một công ty, ví dụ sữa Vinamilk thôi, để trở thành một nhà phân phối của một công ty sữa Vinamilk, ít nhất vốn các anh chị phải cần có đó là 1,3 tỷ. Nhưng chúng ta chỉ kinh doanh và phân phối ở tại một cái khu vực, tại một cái phường hoặc một cái quận nào thôi, chứ chúng ta không thể nào kinh doanh ở rải rác là trên 63 tỉnh thành được. Cho nên cái lượng khách hàng của chúng ta, nếu như khách hàng của chúng ta mà trải dài 63 tỉnh thành thì chắc chắn chúng ta không thể nào lấy được hết cái lượng khách hàng đó. Nhưng mà ở đây chúng ta là gì? Chúng ta có 450 sản phẩm và 6.000 sản phẩm cao cấp khác được phân phối bởi công ty Amway. Mà đồng thời đó chúng ta được đi bất kỳ nơi nào chúng ta có thể kinh doanh, và kể cả ngoài quốc gia Việt Nam chúng ta cũng có thể được kinh doanh, không nhất thiết rằng chúng ta phải kinh doanh trong nước. Vậy thì rõ ràng là cơ hội kinh doanh Amway là một cơ hội rất là lớn. Nếu như đối với một cái công ty ở tại Việt Nam mình thôi, Vinamilk thì chưa có tên trong cái bảng xếp hạng trên toàn cầu. Nhưng mà để kinh doanh sở hữu một cái thương hiệu Vinamilk thôi, chúng ta cần phải bỏ ra 1.3 tỷ mà chúng ta còn chưa thể hợp tác được. Nhưng mà trong đối với Amway, chúng ta chỉ cần gì? Chỉ cần làm một điều rất là đơn giản, đó là ký một cái hợp đồng với cái chi phí về tài liệu rất là thật sự ra nó không phải gọi là cái chi phí chúng ta hợp tác nữa, mà gọi là gì? Chúng ta chỉ mang một cái danh, đó là chúng ta làm cái thẻ tiêu dùng thôi. Nhưng bên cạnh cái thẻ tiêu dùng đó, chúng ta còn có cái cơ hội rất là lớn. Vậy thì cơ hội chúng ta là gì? Tiếp theo. Cơ hội của chúng ta là như thế nào? Đầu tiên đó là trước khi nói về cơ hội này thì Mai sẽ chia sẻ thêm là lý do tại sao cái sản phẩm Amway nó lại được hút rất là nhiều như vậy, được hút rất là nhiều người họ mong muốn sử dụng. Và giai đoạn này là giai đoạn chúng ta nên sở hữu những cái sản phẩm Amway trong gia đình. Bởi vì Amway sở hữu 75 phòng thí nghiệm trên toàn cầu và có hơn 900 nhà khoa học và kỹ sư chuyên viên. Các anh chị để ý nha, Amway sản xuất 450 sản phẩm. Amway sản xuất 450 sản phẩm, nhưng mà ở Amway lại sở hữu là 900 nhà khoa học và kỹ sư chuyên viên. Và Amway có hơn 1.000 bằng sáng chế đã được cấp và hơn 800 nhà phát minh khoa học đang chờ cấp. Có nghĩa rằng trung bình mỗi một sản phẩm sẽ có ít nhất là 2 nhà khoa học sẽ cùng nghiên cứu, và mỗi một sản phẩm sẽ có ít nhất là 2 đến 3 bằng sáng chế. Vậy thì
có phải rằng mình đang sở hữu một công nghệ trí tuệ rất là lớn và rất là khổng lồ, và mình đang sử dụng một cái sản phẩm có thương hiệu và mình biết rõ được cái nguồn gốc của sản phẩm, vậy thì đây có phải là giá trị rất là lớn đúng không ạ? Còn trong khi đó những cái sản phẩm mình đang sử dụng ở bên ngoài, chúng ta không biết là cái nơi nguồn gốc nó sản xuất như thế nào và cái thương hiệu nó ra làm sao, và cũng không ai giải thích và hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta sử dụng được cái sản phẩm này. Tiếp theo ạ, cái những điều Mai nói các anh chị có thể không tin, nhưng các anh chị có thể đi chứng minh cái điều mà Mai đã nói, xem rằng những cái điều Mai nói là có chính xác hay không và có đúng hay không nhé. Và đây là khi vào Việt Nam thì có những cái giấy chứng nhận của Cục Y tế. Tiếp theo ạ. Và cái phương thức kinh doanh của Amway, phương thức kinh doanh của Amway thì như thế nào các anh chị? Đầu tiên đó là Mai sẽ nói về chi tiết sâu về cái này một chút xíu để mọi người có thể nhìn hình dung ra được rằng nếu như chúng ta không mua hàng ở Amway thì chắc chắn chúng ta phải bắt buộc phải mua qua những cái khâu trung gian như thế này. Đầu tiên đó rằng nếu như một cái sản phẩm được sản xuất bởi một nhà sản xuất nào đó thì bắt buộc phải có một cái nơi sản xuất, và cái nơi sản xuất đó phải đưa sản phẩm qua tới tay tổng đại lý. Và khi đưa đến tay tổng đại lý rồi, tổng đại lý đó sẽ là một cái kho dự trữ, nó sẽ đưa xuống cho các đại lý khu vực. Ví dụ như là tổng đại lý này có thể là ở cấp trung ương, và sau đó nó sẽ đưa xuống cho tất các đại lý ở khu vực các tỉnh hoặc là các phường, các huyện, và sau đó là mới đưa đến các cửa hàng và siêu thị bán lẻ. Thì khi đưa qua những khâu trung gian như thế này thì đầu tiên nhất có ai đi làm phước, đi làm từ thiện mà đưa hàng qua chúng ta không có phần trăm ạ? Chắc chắn là không. Mà phải là gì ạ? Qua những khâu trung gian thì ai có lời thì họ mới bán, không có lời thì chắc chắn họ không bán. Bởi vì sao ạ? Kinh doanh là phải có đồng lợi, bởi vì kinh tế là phải kê tính, cho nên là khi họ kinh doanh thì họ phải có lợi thì họ mới kinh doanh. Và sản phẩm nó sẽ đưa qua những khâu trung gian như thế này, và vô hình chung nếu như sản phẩm nó đi theo cái nguồn đó thì người nào có vốn mạnh, người nào có tài chính mạnh thì họ mới có quyền kinh doanh. Còn người tiêu dùng phải là người mua chọn giá 100% giá mà người nhà sản xuất họ sẽ trả cho tất cả những khâu trung gian đó đến tay người tiêu dùng. Vậy thì những cái khâu trung gian như thế này thì khi mà một nhà sản xuất và đồng thời đó những cái tổng đại lý khu vực họ kinh doanh như vậy, thì sau này cái người mà họ không có tài chính, ví dụ như Mai trong giai đoạn đầu làm kinh doanh Amway chắc chắn sẽ không có tài chính mạnh được, tại vì mình là một sinh viên, nhà tài chính mình không có, và đồng thời đó là mình cũng không có được hướng dẫn vào trong vấn đề về kinh doanh, cho nên mình sẽ không có nhiều kiến thức, mình không có nhiều kinh nghiệm để mình kinh doanh. Vậy thì nếu như với cái mô hình truyền thống như thế này thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào chúng ta có thể phát huy được cái năng lực thực sự, và chúng ta có thể không thể nào khai thác về cái những cái khả năng của mình để chúng ta có thể làm được. Cho nên chính vì điều đó công ty Amway đã từ năm 1959 thì công ty Amway đã nhìn ra được cái mô hình này, và công ty thấy rằng rõ ràng cái nếu như với triển khai theo cái mô hình này thì chỉ có những người giàu càng giàu thôi, và những cái người mà họ muốn thay đổi cuộc sống, họ muốn phát huy được cái năng lực của họ thì không thể nào được. Cho nên Amway đã thay đổi một cái mô hình, đó là gì ạ? Đó là tất cả những cái về cái sản phẩm thì Amway sẽ là khâu sản xuất, có nghĩa là Amway sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về nhà máy, về kho bãi và vận chuyển, và kể cả là giao nhận hàng. Và Amway đã đi ạ, chúng ta chỉ làm một động tác, đó là một cái thẻ để tiêu dùng thông minh, gọi là thẻ tiêu dùng thông minh. Và thẻ tiêu dùng thông minh này có một cái quyền lợi, đó là gì? Bên cạnh chúng ta sử dụng sản phẩm đó, chúng ta thấy sản phẩm tốt và chúng ta mong muốn rằng giúp đỡ cho nhiều người khác sử dụng sản phẩm tốt giống như mình, thì chúng ta làm một động tác, đó là chúng ta đi chia sẻ bằng cách đó là công ty sẽ làm một cái form thôi, để chúng ta ký một cái hợp đồng đó, để chúng ta làm một người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, người tiêu dùng lại có thêm cái quyền, đó là quyền hợp tác phân phối những sản phẩm mình đang sử dụng. Các anh chị để ý nha, hợp tác với công ty và hợp tác với công ty Amway, đó là khi chúng ta đang sử dụng sản phẩm nào thì chúng ta sẽ được quyền hợp tác kinh doanh với sản phẩm đó. Ví dụ như khi chúng ta sử dụng kem đánh răng, chúng ta xài thấy rất là tốt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đánh không bị e răng nè, không bị chảy máu chân răng nè. Và chúng ta càng đánh thì cảm giác là cái răng miệng chúng ta rất là sạch, và sáng ngày hôm sau chúng ta không còn bị đố nhớt nữa. Và chúng ta chắc chắn rằng ai cũng mong muốn sử dụng, đặc biệt nhất là ba mẹ của mình. Và Mai đã chia sẻ cho ba mẹ của mình, khi ba mẹ mình dùng thì bắt đầu cái răng của ba mẹ thì không có còn bị ê buốt nữa, đỡ rất là nhiều tốn tiền mà đi cạo vôi răng. Vậy thì chi phí nó rất là giảm, và đồng thời đó là cái kem sử dụng nó rất là tiết kiệm. Nếu như một người sử dụng thì có thể tới 8 tháng mới hết. Còn nếu như
nếu như mà chúng ta trong gia đình chúng ta 3-4 người sử dụng thì trong vòng 2-3 tháng chúng ta mới hết cái kem đánh răng đó. Mà trong mà cái kem đánh răng chúng ta xài đó là gì ạ? Chúng ta biết cách là xài như thế nào, là cái đồng tiền chúng ta bỏ ra nó mới đúng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta tại vì sao ạ? Tại vì tiêu dùng tiêu sẽ hết mà dùng cũng sẽ hết. Cho nên chúng ta chuyển đổi bằng cách như thế nào, chúng ta giải quyết giúp cho tất cả những người tiêu dùng của chúng ta là tiết kiệm chi phí để cả cái đầu vào nhiều nhất, rồi sau đó chúng ta mới sẽ có được những cái đầu ra nhiều hơn. Cho nên đó là tại sao mà khi Mai mua một sản phẩm đầu tiên về cho gia đình mình sử dụng, đó là gì ạ? Gia đình mình xài rất là thích, và sau khi đã thích thì bắt đầu chia sẻ cho những người xung quanh. Vậy thì có phải rằng cái nếu như chúng ta sử dụng một cái kem đánh răng BS ở bên ngoài hoặc là Colgate ở bên ngoài thì chúng ta có quyền cầm cái sản phẩm đó chúng ta đi chia sẻ và giới thiệu cho người khác không ạ? Chắc chắn là không, chúng ta không có cái quyền đó. Mà chúng ta chỉ là người tiêu dùng bình thường ở bên ngoài thôi, chúng ta không có cái gì cả. Nhưng mà chỉ cần chúng ta làm cái thẻ của Amway để chúng ta được mua hàng tiêu dùng ở Amway. Mà bên cạnh đó khi chúng ta làm thẻ tiêu dùng ở Amway, chúng ta đâu phải là mua giá mà của khách hàng đâu các anh chị. Mà chúng ta là gì? Làm cái thẻ đó để chúng ta được giảm giá. Vậy thì giảm giá như thế nào? Helen hỗ trợ chị cho qua. Vậy thì giảm giá như thế nào ạ? Đầu tiên đó là gì ạ? Công ty Amway thay vì cái khâu trung gian đó, công ty chi trả cho những cái phần trăm cho những cái khâu trung gian đó, bây giờ công ty sẽ tính như thế này các anh chị. Chúng ta sẽ là một cái đối tác của công ty. Thì khi chúng ta được chia lợi nhuận đầu tiên hết, đó là chúng ta sẽ được giảm giá 15% trên tất cả các sản phẩm. Và đồng thời đó chúng ta được mua hàng mà chúng ta được xuất hóa đơn đỏ. Xin thưa với các anh chị rằng từ xưa đến giờ khi Mai đi mua bất kỳ một sản phẩm gì, Mai không biết cái hóa đơn đỏ là gì cả. Chỉ biết là mua hàng về xài, không ai chỉ cho mình là hóa đơn là gì, tại sao mình mua hàng cần phải có hóa đơn đỏ. Lý do tại sao chúng ta cần phải có hóa đơn đỏ để làm gì, mình không biết. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ làm Amway mình mới biết được rằng hóa đơn đỏ nó có giá trị rất là lớn. Chỉ có khi nào một công ty thật sự thì họ mới cần tới hóa đơn đỏ đó. Chứ một người bình thường trong ngoài xã hội thì họ không bao giờ cần cái hóa đơn đỏ để làm gì cả. Tại vì sao? Tại vì không biết giá trị của hóa đơn đỏ đó. Vậy thì vô hình chung mà nhìn thấy được rằng đó là gì? Tập đoàn Amway đang cho mình biết đó rằng tôi đang là đối tác của tập đoàn Amway. Và khi là đối tác thì khi mà công ty xuất hàng ra cho cái đối tác thì phải có hóa đơn. Vậy thì rõ ràng là gì? Công ty đang nâng mình lên một tầm cao mới nhiều hơn nữa. Và đây là lý do tại sao mà mình hợp tác với Amway. Bởi vì sao? Bởi vì Amway đang nâng mình lên rất là nhiều. Tiếp theo ạ. Đầu tiên đó là gì ạ các anh chị? Đây là cái shop Amway ở bên Thái Lan. Và đặc biệt nếu như các anh chị có điều kiện thì chúng ta hãy qua tham quan Thái Lan. Bởi vì một cái mô hình đó là Amway Thái Lan hiện nay là có hơn 60 cái siêu thị tương tự giống như là cái siêu thị đầu tiên á. Là 60 cái siêu thị rất là lớn. Và cái Amway thứ hai mà các anh chị thấy cái tòa nhà xanh xanh đó, đây là cái Amway ở Nhật. Và đây cái shop Amway ở Singapore. Và đây là cái Amway này là Amway ở bên Phuket của Thái Lan. Thì các anh chị nhìn hình dung đó là ở bên Thái Lan là nó đã có là ở tầm khoảng là 26 năm rồi các anh chị. Và ở Việt Nam mình chỉ mới giai đoạn này là 7 năm mà thôi. Và giai đoạn 7 năm mà Amway đã có hơn 63 tỉnh thành về địa điểm giao hàng thì chứng tỏ rằng cái tốc độ phát triển và cái khả năng về tiêu dùng ở Amway ở Việt Nam của mình rất là lớn. Cho nên đây là một trong những thị trường bán lẻ rất là mạnh của khu vực Đông Nam Á. Cho nên chúng ta hãy tận dụng về cái lĩnh vực này. Tiếp theo đây ạ. Và đây là bên trong. Các anh chị thấy rõ ràng là có cả cái mút rửa chén nữa nè. Có cả bình sữa em bé nè. Có cả khăn giấy nè. Cho nên là câu chuyện mà anh Bình hay nói với mọi người và hay chia sẻ đó là lỡ mà có giận người yêu mà có khóc đi chăng nữa thì vẫn có khăn giấy mà vẫn có BV, vẫn có tiền. Cho nên đây là một cái giá trị rất là lớn. Và áo nè, bia cạc đinh nè, bánh nè, bánh của Amway ăn rất là ngon, ly tách nè rất là nhiều. Đây là những cái sản phẩm mà đây là bên trong siêu thị ở Thái Lan. Nếu các anh chị không tin thì các anh chị có thể qua Thái Lan để các anh chị tìm hiểu tiếp. Và nhớ rất là nhiều ha, thương hiệu về Philips, kể cả bộ nồi và đặc biệt nhất là cái bộ nồi và cái máy lọc nước các anh chị, máy lọc nước xài rất là tuyệt vời. Đó là có nghĩa là cái lon Coca là có đường và đồng thời đó có cả
cái gọi là CO2 á, cái gọi là cái khí CO2 á, để nó có thể là sủi bọt, thì đưa vào cái máy lọc nước của mình vẫn có thể lọc thành nước lọc và trong được để uống. Rõ ràng cái khả năng lọc của cái máy lọc nước cực kỳ tốt, có thể là phân tích từng phân tử nhỏ để chúng ta có thể dùng được. Nếu các anh chị không tin thì các anh chị có thể qua nhà chị Ngô 100 để chúng ta, hoặc là nhà chị Ngô 100 và anh Chu Văn Bình, thì các anh chị sẽ được tận hưởng cái những cái giọt nước mà từ e-green, đó là từ Amway đưa về, rất là tuyệt vời. Và cái bộ nồi này á, thì tiếng trên mình đã được sử dụng, và đồng thời Amway có cả gạo nữa. Và nhớt thì các anh chị thử hình dung nha, ở Việt Nam mình cái lượng xe máy rất là nhiều, và nếu như lượng xe máy hay lượng ô tô gì đó cũng nhiều, cho nên là khi mà chắc chắn rằng ít nhất xài khi chúng ta chạy xe máy thì khoảng 2.000 cây thì chúng ta sẽ thay, thì trung bình khoảng 1 tháng là chúng ta phải thay nhớt. Vậy thì hầu như gia đình nào cũng có ít nhất 1 chiếc xe máy đến 2 chiếc xe máy, đúng không ạ? Có điều kiện tốt hơn thì sẽ là 1 chiếc ô tô. Vậy thì có phải rằng chắc chắn rằng gia đình nào cũng sẽ cần. Và các anh chị thấy là nước tương, nước mắm, rau củ quả và có cả gạo. Ở Việt Nam của mình thì không ai không ăn cơm cả. Hầu như gia đình nào cũng ăn cơm, cho nên có cả gạo luôn. Tiếp theo em. Vậy thì làm cái thẻ Amway như thế nào? Làm cái thẻ Amway đó là gì ạ? Đây là cái thẻ của Amway, bên trong cái thẻ bộ hồ sơ của Amway thì đang có đó là sổ tay giới thiệu về Amway, tài liệu rất là nhiều. Nói chung là khi chúng ta ký hợp đồng làm một cái thẻ, chúng ta sẽ có được đầy đủ tất cả những thông tin tài liệu. Và bên cạnh đó là chúng ta để là ký hợp đồng cùng với một cái tập đoàn, thông thường á thì để ký được gọi là một đối tác của một tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới thì người ta phải nói rằng số tiền không phải là 250.000 mà phải là 250.000 đô thì chúng ta mới ký hợp đồng, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ký hợp đồng với công ty Amway chỉ với 250.000, mà đặc biệt trong tháng 6 này, và cái tháng này gọi là tháng sinh nhật của Mai đó các anh chị, cho nên là rất là may mắn, đó là tạo được một cái đà rất là lớn để chúng ta có thể bảo trợ và giúp đỡ cho nhiều người mở thẻ. Đó là 250.000 này, chúng ta sau khi chúng ta mua bộ hợp đồng, chúng ta làm thẻ xong thì chúng ta được bộ cấp bông 250.000, và chúng ta có thể đổi thành sữa tắm hoặc kem đánh răng hoặc là bất kỳ một cái sản phẩm gì với đồng giá là 250.000 hoặc là nhiều hơn, thì các anh chị có thể bù thêm vài ngàn để chúng ta đổi thành những cái sản phẩm tốt. Vậy thì có phải rằng ngày hôm nay các anh chị rất là may mắn để chúng ta ký một cái hợp đồng mà chi phí hoàn toàn là bằng không? Vậy thì có phải rằng làm cái thẻ không mất phí mà đồng thời đó chúng ta được cơ hội về kinh doanh, vậy thì có quá tuyệt vời không ạ? Vậy thì có phải là cho em quay thêm một tràng like và lớn luôn ạ? Tiếp theo ạ. Vậy thì quyền lợi thì nãy Mai đã nói rồi, đó là gì ạ? Được giảm giá 15% tất cả các mặt hàng. Thứ hai là được giao hàng tận nhà. Bên cạnh được giảm giá đó, chúng ta mua hàng còn được hóa đơn đỏ và được học tập miễn phí về tất cả các sản phẩm từ phía công ty tổ chức, và được học tập từ phía hệ thống, thì chúng ta sẽ có những cái chương trình đào tạo rất là tuyệt vời từ phía hệ thống, ví dụ như là NDS hoặc ví dụ như là LDS là một trong những cái chương trình đào tạo một cả cuộc đời người chỉ một lần duy nhất, hoặc là chương trình về bảo vệ sức khỏe lá gan để chương trình bảo vệ sức khỏe lá gan để chúng ta có thể hỗ trợ sức khỏe cho gia đình và người nhà chúng ta và bản thân chúng ta để duy trì bảo lưu sức khỏe của mình, và được nhận hơn 10 khoản lợi nhuận. Rồi tiếp theo ạ. Vậy thì 10 khoản lợi nhuận là như thế nào thì ngày hôm nay thì Mai không phân tích hết, mà Mai chỉ phân tích tới cái đầu tiên để chúng ta có thể làm sao để chúng ta có thể đi được Las Vegas, đi Alaska, và chúng ta có thể tiến tới năm 2018 thì có thể là tiến tới để đi Las Vegas. Thì đầu tiên đó là cái lợi nhuận bán lẻ thì Mai không nói. Nếu như anh chị nào chúng ta bán lẻ thì rất là đơn giản, chỉ cần là chúng ta mua cái hàng trong cái bộ hồ sơ, chúng ta sẽ có là gì, cuốn catalog về sản phẩm. Thì trong cái cuốn catalog sản phẩm đó, chúng ta sẽ có một cái bảng giá dành cho nhà phân phối và đồng thời bảng giá dành cho khách hàng. Thì chúng ta cứ đưa cái catalog đó cho khách hàng họ coi, thì họ sẽ lấy cái sản phẩm gì thì mình sẽ giao sản phẩm đó, và trên lệch 15% chúng ta sẽ nhận ngay tiền tươi. Tiếp theo, vậy và ngoài ra khi chúng ta mua hàng đó, chúng ta còn được thêm đó là có hoa hồng thành tích, hay còn gọi là hoa hồng tích lũy điểm. Hoa hồng tích lũy điểm này như thế nào thì nhờ Helen hỗ trợ cho chị qua slide. Tiếp theo em. Đây.
Đây là một cái hệ thống, đây là một cái hệ thống của một người nước ngoài khi họ phát triển một cái hệ thống đến tháng 30. Em quay lại cái slide đầu tiên. Đây, thì khi mà họ nhận đầu tiên đó là chỉ có một mình thôi, một mình cặp vợ chồng này thôi. Rồi mình cặp vợ chồng này bắt đầu chia sẻ cho một vài người thôi. Và Eric, đây người Eric thì bắt đầu họ chỉ có một vài người thôi. Và sau đó thì như thế nào ạ? Đây là tháng thứ nhất. Tiếp theo em. Và đến tháng thứ 10 thì như thế nào ạ? Rất là nhiều. Tiếp theo ạ. Và đến tháng thứ 30 thì một cái hệ thống mạng lưới người tiêu dùng cực kỳ lớn. Tiếp theo em. Vậy thì hoa hồng thành tích, hoa hồng tích lũy điểm là như thế nào? Lý do tại sao họ có thể tạo ra được cái mạng lưới như vậy? Đầu tiên đó là khi chúng ta mua hàng hoặc là sử dụng hàng hoặc là giới thiệu cho nhiều người sử dụng hàng mà chúng ta tích lũy lại, đó là 600 BB. Vậy để làm thế nào được chúng ta được 600 BB? Đầu tiên đó là các anh chị hãy hình dung như thế này, đó là cứ một cái kem đánh một ngày chúng ta phân phối hai kem đánh răng, hai sữa tắm thì chúng ta sẽ có tầm khoảng là 20 BB. 20 BB đó có nghĩa là trung bình một kem đánh răng và một sữa tắm nó khoảng 5 BB. Vậy thì chúng ta chỉ cần là gì? Mỗi một ngày chúng ta kinh doanh 4 sản phẩm, đó là hai kem đánh răng, hai sữa tắm, thì chúng ta nhân cho 30 thì 30 ngày mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ được là 600 BB. Rất là đơn giản ha. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần là gì ạ? 600 BB này có nghĩa là tương đương với là gì ạ? Tương đương mỗi ngày là hai kem đánh răng và hai sữa tắm thì chúng ta đã có 600 BB cho 30 ngày. Thì trong tháng đầu tiên chúng ta đến với em quay, chúng ta sẽ tích lũy được là 600 BB thì chúng ta sẽ nhận được tương đương với lượng hàng chúng ta so sánh ra đó là 16 triệu thì chúng ta sẽ nhận thành tích đầu tiên đó là 6%. Thay vì ở ngoài kia chúng ta không tích lũy, chúng ta vẫn tích lũy tiền giống như là siêu thị Big C hoặc là siêu thị Co-op vẫn tích lũy đúng không ạ? Thì họ tích lũy đó là 30 triệu hay 50 triệu gì đó mình mới được một cái phiếu mua hàng giảm giá lại là 2%. Nhưng bây giờ thì làm với em quay thì em quay là thực dụng, ở Mỹ là phải thực dụng. Và khi thực dụng thì chúng ta sẽ nhận được gì ạ? 600 BB, cứ quy ra điểm là 600 BB thì chúng ta sẽ nhận được đó là 6%, thì tương đương từ 800 ngàn đến 1,5 triệu. Và tiếp theo chúng ta lại chỉ cho 4 người sử dụng giống như chúng ta và chỉ cho 4 người muốn làm việc giống như chúng ta. Để có 600 BB đầu tiên thì chúng ta cần có một cái lượng khách hàng là tầm khoảng 10 đến 20 người khách hàng sử dụng sản phẩm thường xuyên. Các anh chị nhớ giùm May đó là sử dụng sản phẩm thường xuyên thì chúng ta sẽ có được 600 BB. Và tiếp tục chúng ta tìm ra được 4 người cũng mong muốn sử dụng sản phẩm giống như vậy và kinh doanh giống như vậy thì chúng ta hãy giúp cho 4 người đó cũng là tìm ra được 10 đến 20 người khách hàng sử dụng sản phẩm đó, sử dụng sản phẩm thường xuyên để chúng ta làm gì? Tạo ra một cái hệ thống. Thì tháng thứ 2 chúng ta đã là gì? 12%. Thì trung bình 12% là chúng ta đã nhận được gì ạ? Thu nhập trung bình của là 2,5 triệu đến 4,5 triệu. Và tương tự đến tháng thứ 3 chúng ta lại giúp cho 4 người đó để họ lại lên 12%. Thì có phải chúng ta sẽ lên được 21% và chúng bản thân chúng ta cũng sẽ duy trì về doanh số bán hàng cũng giống như vậy. Tiếp theo em. Vậy thì ở đây là tiền thưởng trong năm ha. Trong năm thì đây là file cũ. Hiện tại thì cái năm tiền ship này mình cho qua đi. Tiếp theo đó là khi chúng ta hỗ trợ giúp đỡ quay lại cái số 2 em. Khi chúng ta giúp đỡ cho một bạn, ví dụ đó là chúng ta giúp đỡ cho một bạn có thu nhập là 21%, có nghĩa là chúng ta giúp đỡ cho bạn đó có thu nhập của một lãnh đạo có thu nhập là 15 đến 20 triệu giống như chúng ta đang có một căn nhà cho thuê, thì lúc này công ty gửi lại cho chúng ta đó là hoa hồng lãnh đạo 4%. Vậy thì hoa hồng lãnh đạo 4% này có phải là xây dựng một cái hệ thống, có nghĩa là giúp cho cái người A này, mình đang giúp cho cái người A này có một cái hệ thống người tiêu dùng để họ có thể bán ra cái lượng hàng là 252 triệu tiền hàng đó để công ty hỗ trợ giúp đỡ cho mình. Mình đã có công hỗ trợ giúp đỡ cho họ cho nên mình có hoa hồng lãnh đạo 4%. Tiếp theo ạ. Và tiếp tục nếu như chúng ta giúp đỡ cho 3 người
thì chúng ta sẽ có hoa hồng lãnh đạo 4% của ba nhánh, và đồng thời đó chúng ta hưởng cả chúng ta có thêm được đó là cái công nhận là Imoro. Vậy thì đầu tiên ngày hôm nay Mai phân tích lại cho các anh chị nhìn thấy, có phải là ban đầu chúng ta chỉ là một cái thẻ tiêu dùng thôi, và sau cái thẻ tiêu dùng đó chúng ta lại có quyền chúng ta chia sẻ cho nhiều người sử dụng cùng, và sau khi chia sẻ cho nhiều người cùng thì trong đó sẽ có nhóm người họ muốn kinh doanh. Vậy thì có phải vô hình chung chúng ta vô tình trở thành một tổng đại lý mà chúng ta lại chia sẻ xuống dưới có phải là những đại lý con không? Vậy thì trong khi đó để làm truyền thống, để truyền thống mà chúng ta có thể trở thành một tổng đại lý và phát triển những đại lý con này, chúng ta phải có số vốn rất là lớn và đồng thời chúng ta phải bỏ số vốn rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta kinh doanh với Amway, chúng ta không cần bỏ vốn lớn, chúng ta không cần phải bỏ vốn nhiều, mà chúng ta đổi lấy lại là bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ những cái thời gian quỹ, cái thời gian đen của mình đi, để chúng ta lấy những cái thời gian đó và chúng ta phát triển kinh doanh. Thì có phải vô hình chung chúng ta sẽ tạo ra một cái mạng lưới người tiêu dùng tiếp theo? Và đây là cái bảng thành tích thu nhập không giới hạn. Thì từng bước các anh chị tìm hiểu và các anh chị làm, và các anh chị tìm hiểu, các anh chị sẽ nhận được hết toàn bộ cái thu nhập của công ty ha. Và cái cấp bậc hiện nay là con nhất của công ty em quay đó là Crown Ambassador. Thì Crown Ambassador là như thế nào thì các anh chị có thể gặp lại cái người chia sẻ của mình để các anh chị hiểu rõ hơn, sâu hơn, nhiều hơn nữa. Tiếp theo ạ. Tiếp đi hay là tiếp em ơi. Rồi đây, lý do tại sao mà mình lại lựa chọn làm ông quay đó là cái sự nghiệp này nó rất là công bằng, có nghĩa là không phải người vào trước chắc chắn họ phải nhận được. Có nhiều người nói rằng là chắc là người tuyến dưới họ làm cho người tuyến trên hưởng. Xin thưa, cái gì cũng phải có giá trị nhá. Đó là đầu tiên, đó là các anh chị thử hình dung nếu như cái anh A này hôm nay vào trước, anh B này vào sau, và anh C giới thiệu ra được anh C. Vậy thì anh C này, ví dụ như anh C này là Mai đi, và một cái người tiến trên, và một cái người tiến trên nữa, thì Mai đã vào và Mai nỗ lực nhiều hơn, Mai học nhiều hơn, xin đi học home meeting, xin làm 3S, xin tổ chức sự kiện, xin gặp khách hàng, xin, có nghĩa là mình làm tất cả, có nghĩa là mình chủ động, mình đi sinh hoạt, mình chủ động, mình làm việc. Thì khi cái người B này họ cũng làm, họ cũng nỗ lực họ làm, nhưng mà họ chỉ làm phát triển được có hai nhánh còn lại, hai nhánh nữa ngoài nhánh của Mai ra, thì họ chỉ được công nhận là Imoro mà thôi. Nhưng mà cái người A, cái người mới vào không làm gì cả, không làm gì cả luôn nha, thì không phải là cấp bậc là Platinum đâu các anh chị. Nếu như họ vào họ không làm gì cả thì chắc chắn họ không có gì cả. Và nếu như họ giúp đỡ, họ phát triển cho những cái nhánh ngang của họ đủ duy trì doanh số là 4.000 BV thì họ được công nhận Platinum. Vậy thì rõ ràng ở đây là gì? Anh có năng lực, anh có sức khỏe, anh có mối quan hệ tốt, và đồng thời anh có nhiều thứ hơn người khác, thì chắc chắn rằng cái kinh doanh của anh sẽ rất là tốt. Và khi các anh chị kinh doanh tốt như vậy thì có phải rằng anh chị sẽ phát triển được hệ thống mạng lưới, cho nên rằng anh chị với cái năng lực của anh chị phát triển tới đâu thì công ty sẽ trả cho anh chị tới đó, cho nên đây là rất là công bằng. Cho nên đó là tại sao mà Mai làm. Còn nếu như ở bên ngoài kia thì các anh chị thử dung nha, bên ngoài truyền thống thì có phải là gì, ai vào trước thì gọi là người có thâm niên lâu năm, và bắt đầu cái người vào sau thì gì ạ, bị đì nhiều hơn. Cho nên cái người gì ạ, ma cũ thì ăn hay ăn hiếp ma mới. Các anh chị có hình dung ạ, có nghĩa là cái người mới thường hay là bị chèn ép, bị này nọ rất là nhiều. Nhưng mà đến với môi trường quay, cái người mới thì lại là được gì? Được giúp đỡ nhiều hơn và tạo được một cái sân chơi để chúng ta có thể phát huy được cái năng lực của mình. Và đồng thời gì ạ? Bên ngoài kia thì gì ạ? Ghế thì ít mà đít thì nhiều, đúng không ạ? Thì cho nên rằng đấu đá cạnh tranh rất là lớn. Cho nên rằng để mà giúp cho chúng ta lên được một cái vị trí cao hơn rất là khó. Nhưng mà với em quay thì sao ạ? Với em quay là gì ạ? Anh chị đấy, cấp bậc được đã được đưa ra, nếu anh chị mong muốn làm ở cái vị trí nào thì các anh chị hãy nỗ lực làm, chắc chắn sẽ được. Chúng ta không những thế mà được cả tuyến trên chúng ta hỗ trợ nữa, chứ không phải là không muốn cho chúng ta lên. Đó là cái sự khác biệt rất là lớn, cho nên đây là một cái môi trường rất là công bằng và phát huy được cái năng lực của mình. Tiếp theo ạ. Và bên cạnh đó là gì ạ? Hiện nay, đến cái giai đoạn hiện nay thì các anh chị thử hình dung đó là có rất là nhiều anh chị lãnh đạo trong hệ thống của mình, họ không phải làm vì tiền nữa mà họ làm vì một cái giá trị khác. Ví dụ như là anh Trương Nhân Bình, anh Huỳnh Lê Hoàng Quân,
anh Nguyễn Hoàng Thanh, cô Đoàn Thị Xuân Mai, chú Cao Văn Hay, thì đến thời điểm này họ không cần phải làm vì tiền nữa, bởi vì cái hệ thống mạng lưới đã đem lại tiền cho họ rất là nhiều. Nhưng mà họ làm vì giống như cô Mai với chú Hay làm vì vì thừa kế. Tại vì cái mô hình này nó có tính thừa kế, cho nên là mong muốn sẽ thừa kế lại cho con cháu của mình. Hiện nay thì mình đang có năng lực rất là tốt, mình đang có thể có sức khỏe tốt để mình làm. Nhưng mà mình thừa kế lại, lỡ may con mình nó không có được kiến thức giống như mình, hoặc nó không có được đầy đủ cái tố chất để trở thành lãnh đạo, thì ngày hôm nay cô đã giúp đỡ mình thì chắc chắn tương lai mình cũng sẽ giúp đỡ lại con cô, đúng không ạ? Vậy thì đây là một trong những cái tính nhân văn rất là lớn. Và môi trường này là gì ạ? Môi trường có kinh doanh, cơ hội về kinh doanh toàn cầu. Cho nên các anh chị để ý là tại sao gọi là toàn cầu. Đó là ngày hôm nay anh Bình đã được đi Mỹ trong xuyên suốt 2 tháng. Với là anh Bình ở Mỹ 2 tháng mà anh Bình vẫn phát triển được hệ thống mạng lưới. Và đồng thời đó là gì? Sau 2 tháng anh Bình quay về thì hệ thống phát triển mạnh hơn nữa. Và số người lại tuyệt vời hơn nữa. Có nghĩa là cái số lượng người nó phát sinh ra rất là nhiều. Vậy thì anh quay mặc dù là gì anh Bình ở Mỹ, nhưng mà anh Bình vẫn có thể theo dõi và cái hệ thống ở Việt Nam vẫn có thể phát triển. Và đồng thời gì anh Bình có một cái cơ hội kinh doanh, đó là phát triển rất là nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Và bên cạnh đó là gì? Cơ hội này là cơ hội kinh doanh độc lập. Tại sao gọi là độc lập ạ? Chúng ta có quyền quyết định thời gian nào chúng ta làm. Chúng ta có quyền quyết định là chúng ta sẽ phát triển hệ thống chúng ta nhanh như thế nào. Và chúng ta có quyền quyết định rằng chúng ta sẽ đưa hệ thống mình đi như thế nào, là quyền của chúng ta. Cho nên đây là một cái cơ hội kinh doanh độc lập hoàn toàn, và chúng ta có thể làm chủ được bản thân của mình. Và bên cạnh đó là gì ạ? Đó là chúng ta có thể phát triển được bản thân. Đó là thông qua gì ạ? Thông qua những cái tư liệu, tài liệu. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta có nghe cái chương trình của cô tiến sĩ Loan chia sẻ. Đó là gì ạ? Nếu như ngày hôm nay chúng ta đến một cái một môi trường mà chúng ta không biết có nghĩa là chúng ta không biết trước được cái tương lai mình như thế nào, và chúng ta không có giao lưu được cái mối quan hệ. Mà ngày hôm nay là gì ạ? Chúng ta được giao lưu với lại tiến sĩ Loan, là một trong những người rất là thành đạt. Cổ đã đi nước ngoài, cổ đã đi Mỹ rất là nhiều lần. Và đồng thời đó là hiện nay đang quản lý 3 công ty. Nếu như bên ngoài xã hội kia thì mình chỉ là một hạt cát của sa mạc thôi. Chúng ta không thể nào có thể được hợp tác với một người giống như vậy. Mà ngày hôm nay là gì ạ? Chúng ta được giao lưu học hỏi, và chúng ta được biết rất là nhiều người. Rất là nhiều người họ thành công trong xã hội. Và chúng ta ngày hôm nay, chúng ta mình không là gì cả, nhưng ngày hôm nay chúng ta được học hỏi giao lưu như vậy, thì chắc chắn tương lai là gì ạ? Người ta hay nói một câu đó là gì ạ? Đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy. Mà nếu như ngày hôm nay chúng ta đang được tiếp xúc và làm việc học hỏi với những người hiện nay rất là giỏi, thì không có lý do gì chúng ta không giỏi. Và theo cái quy tắc của Kim Tứ Đồ, của Robert Kiyosaki có nói là gì ạ? 7 người mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất họ nằm trong nhóm nào, thì cái người thứ 7, cái người thứ 8 sẽ là mình. Hoặc là 6 người mà chúng ta tiếp xúc trong cái nhóm khu vực nhóm nào, thì cái người thứ 7 sẽ là mình. Vậy thì chúng ta hãy chứng minh được rằng cái người thứ 7 đó là mình. Vậy thì để biết được, các bạn ngày hôm nay có một số bạn chưa biết được là Kim Tứ Đồ là gì, hoặc là chúng ta chưa biết được về những anh chị lãnh đạo cấp cao như thế nào, thì chúng ta có thể học hỏi và chúng ta có thể đi đến những ngay cái chương trình. Thì trong tháng 7 này chúng ta sẽ có một cái chương trình gọi là thay đổi để thành công. Thì trong chương trình lúc đó chúng ta sẽ học được rất là nhiều kiến thức từ các anh chị lãnh đạo. Và Mai tin rằng nếu như các anh chị nắm bắt được kịp thì cái chuyến Alaska là chuyện nhỏ. Tiếp theo ạ. Tiếp đi em. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ được trải nghiệm thế giới. Thì năm nay rất là đặc biệt. Đó là gì ạ? Năm nay chúng ta sẽ được một chuyến đi Alaska. Công ty sẽ tưởng hội tổ chức cho các anh chị từ cấp bậc là Platinum và Founder Platinum, nếu như các anh chị hoàn thành được trong năm nay. Vậy thì năm tài chính của Amway đó là gì ạ? Đó là bắt đầu từ tháng 9 lần các anh chị. Có năm tài chính của Amway là bắt đầu từ 1 tháng 9 cho kết thúc năm tài chính. Đó là bắt đầu 1 tháng 9 của năm 2016 và kết thúc năm tài chính là tháng 8 năm 2017. Vậy thì đây là cơ hội rất là lớn. Cô Đoàn Thị Xuân Mai và chú Cao Văn Hay chỉ có 10 tháng, có nghĩa là 10 tháng mà vẫn có thể được đi chuyến du lịch của công ty. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có cơ hội là 14, 15 tháng mà không có lý do gì chúng ta không đặt chân đến đó, đúng không ạ? Và cái chuyến đi Alaska và xin tuyên bố với các anh chị rằng Mai đọc được cái thông tin từ một cái người tuyến trên của mình, tuyến trên ấp của mình là để có được một cái chuyến đi Alaska đối với một cái quốc gia trung bình phải mất 30 năm. Tại vì Alaska là một trong những bang lớn thứ hai của Hoa Kỳ. Nó chỉ sau một cái tiểu bang, một cái bang của Hoa Kỳ, đó là bang Washington. Mà để đi đến đó có nghĩa là
cái người tuyến trên mình nói là hiện nay á, thì cái lượng băng á, nó rất là nhiều, cho nên các anh chị đến đó các anh chị sẽ ngắm được băng và đồng thời chúng ta sẽ xem được cái băng nó tan như thế nào. Còn nếu như các anh chị đến chậm trễ thì cái lượng băng nó sẽ tan hết rồi, chúng ta không còn được ngắm nữa, chúng ta không được xem nữa. Cho nên đây là một trong những cái nơi mà tuyệt vời, mà đặc biệt nhất là gì, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên mà platinum được đến Mỹ. Các anh chị nhớ nha, platinum được đến Mỹ tại vì Alaska là của Mỹ. Alaska là của Mỹ các anh chị. Alaska là của Mỹ cho nên đây là lần đầu tiên mà công ty tổ chức chương trình dành cho platinum up được đến Mỹ. Và đặc biệt là gì ạ? Các anh chị nếu muốn học kinh nghiệm đó thì các anh chị có thể quay lại hỏi cái người đó là gì ạ? Hỏi ngay, tại vì cô Mai và chú Hay là cái người lớn tuổi mà họ chỉ làm trong vòng 10 tháng thôi, chỉ trong vòng 10 tháng họ có thể đi được cái du thuyền. Và năm nay cũng tương tự như vậy, thì các anh chị hãy học hỏi kinh nghiệm, chúng ta có thể học hỏi và giao lưu để chúng ta có thể nắm được. Và bên cạnh đó thì công ty đang hệ thống đang hỗ trợ rất là nhiều chương trình để giúp cho chúng ta có thể phát huy được cái có thể chúng ta đến được Alaska. Và bên cạnh đó là gì ạ? Chúng ta không giỏi nhưng mà chúng ta có phát triển được hệ thống mạng lưới thì chúng ta vẫn được công nhận thành tích, và thành tích đó được tuyên dương tại một cái nơi rất là hãnh diện mà gọi là đẳng cấp quốc gia. Tại vì sao? Tại vì cái lượng người đến đó là gì? Hơn 5.000 người, hơn 7.000 người, hơn 10.000 người đến đó để nghe chúng ta chia sẻ về câu chuyện của chúng ta. Cho nên là ông Quay có cái giá trị là gì? Chúng ta được chia sẻ câu chuyện và đồng thời đó là gì? Chúng ta được mời bố mẹ của mình lên để chúng ta cảm ơn. Bởi vì sao? Bởi vì bên ngoài xã hội chúng ta không thể nào làm được cái điều đó. Tại vì bên ngoài xã hội chúng ta không thể nào là mời ba mẹ mình lên, là con là một tổng giám đốc, con mời ba mẹ lên để con cảm ơn ba mẹ, không có cái điều này các anh chị. Nhưng mà với ông Quay là gì? Khi mà chúng ta thành công là chúng ta quay lại gọi là uống nước nhớ nguồn đó các anh chị. Chúng ta quay lại để chúng ta nhớ ơn về cái người đã giúp đỡ chúng ta. Ví dụ như những anh chị đại tuyến trên đã từng giúp đỡ cho mình. Những người cha, người mẹ đã sinh mình ra, bởi vì không có cha mẹ mình sinh ra chắc chắn không có mình. Cho nên đó là lý do tại sao ông Quay một cái giá trị nhân văn cực kỳ lớn. Mà đó là lý do tại sao Mai lựa chọn Mai làm. Vậy thì tiếp theo đi em. Vậy thì là bởi ông Quay và một cái câu chuyện gọi là nỗ lực cả đời không bằng lựa chọn đúng một lần, thì Mai sẽ chia sẻ một cái câu chuyện. Đây là một cái câu chuyện cho các anh chị, và Mai nghĩ rằng đây là cái câu chuyện mà đi bất kỳ nơi nào, làm bất kỳ ở đâu, Mai cũng hay kể cho tất cả mọi người nghe. Đó là, đây là một câu chuyện ở một cái miền quê. Thì khi mà câu chuyện này, đó là một ở một cái làng đó, thì cái làng đó là họ rất là nghèo, và cái năm đó là cái năm hạn hán, không có mưa. Thì khi không có mưa các anh chị, cái năm hạn hán nó không có mưa thì mọi người cùng rủ nhau đi cầu mưa. Thì khi mà đi cầu mưa các anh chị, có nghĩa là đi lên cầu mưa thì mọi người cùng nhau đổ xô nhau và đi lên trên núi để cầu mưa. Tại vì nghe cái đền, nghe cái thờ đó là rất là nổi tiếng và đồng thời là rất là thiêng. Cho nên mọi người đổ xô nhau đi cầu mưa. Và khi đi lên cầu mưa thì cũng nhau là cùng đi lên rồi đi về rồi xong rồi cũng không có mưa. Bởi vì cái tâm thái đi lên đi xuống giống như là đi cho có lệ, cho nên là không có cảm nhận được là thần linh đang hỗ trợ cho mình gì cái điều gì. Thì bỗng một cái buổi chiều cũng là mọi người cùng rủ nhau đi cầu mưa. Thì bỗng một buổi chiều đó mọi người vừa cầu mưa xong thì bỗng một cơn mưa, một cái ào rơi xuống rất là lớn, một cơn mưa rất là to. Và khi cơn mưa to như vậy thì trong cái đoàn người chạy toán loạn đó, tại vì vô chợt là cơn mưa nó rất là to rồi bắt đầu mọi người chạy toán loạn. Khi mọi người chạy toán loạn đó thì bắt đầu mọi người chạy toán loạn như vậy, thì trong cái đoàn người đó thì có một em bé trên tay cầm một cái thau và hứng từng giọt mưa. Có nghĩa là em bé này còn rất là nhỏ nhưng mà hứng cái thau đó, hứng từng giọt mưa và đi trong cái đoàn người chạy toán loạn đó. Thì cô có một cái người trưởng làng, họ hỏi em bé là nè con, tại sao con biết ngày hôm nay có mưa mà con lại đem theo cái thau? Thì cô bé nó trả lời một cách rất là vô tư là tại vì từ ngày đầu tiên mà khi con đi cầu mưa là con tin sẽ có mưa, cho nên rằng là ngày nào con đi con cũng cầm theo cái thau. Và khi con cầm theo cái thau như vậy thì con hứng được những cái giọt mưa đầu mùa, và cái giọt mưa đó rất là ngọt, rất là ngon các anh chị. Vậy thì ở đây làm ông Quay, các anh chị tin hay không tin thì ông Quay vẫn phát triển. Các anh chị làm hay không làm, ông Quay vẫn phát triển. Bởi vì sao? Bởi vì
ngày hôm nay cơ hội là cơ hội của mình. Đừng để cho bất kỳ ai có thể cướp đi cơ hội của mình. Bởi vì trong cái xã hội ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội, nhưng không phải cơ hội nào cũng sẽ là tốt. Cho nên là gì ạ? Cho nên là ngày hôm nay chúng ta gọi là có cái câu nói là nỗ lực một đời không bằng lựa chọn đúng một lần. Câu nói này rất là hay và rất là ý nghĩa. Nhưng Mai muốn chia sẻ với các anh chị rằng ngày hôm nay nếu như chúng ta đã lựa chọn đúng cái môi trường và chúng ta rất là may mắn, và trong giai đoạn này chúng ta nắm bắt được cơ hội của Amway, đó là cái đây là thời điểm vàng để chúng ta chứng minh được. Bởi vì đây là thời điểm vàng, công ty đang hỗ trợ mình rất là nhiều. Và chúng ta hãy dùng cái tâm của mình để có thể nhìn thấy được cái cơ hội để chúng ta có thể nắm bắt và chúng ta có thể làm. Tại vì sao? Bởi vì hệ thống ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn, bởi vì chúng ta được một trong những anh chị lãnh đạo của hệ thống CA. Đó là gì ạ? Những anh chị lãnh đạo, những cô chú lãnh đạo rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Được chủ tịch hệ thống CA đó là chị Đoàn Thị Tố Chân nè. Mà cái người thuyền trưởng của mình đó là anh Trương Văn Bình nè. Và những anh chị mà phát triển hệ thống rất là bền vững và rất là chiều sâu, rất là tốt, đó là anh Huỳnh Lê Hoàng Quân nè. Và đồng thời đó là gì ạ? Đồng thời đó là chúng ta có những anh chị lãnh đạo mà còn rất là trẻ, và đồng thời đó có thể giúp cho chúng ta phát triển. Và bên cạnh đó chúng ta không những có được những cái hệ thống phát triển không, mà đồng thời đó chúng ta có những cái chương trình, những cái phương pháp để hỗ trợ chúng ta có thể hỗ trợ cho tất cả những anh chị lãnh, những anh chị nhà mới, đồng thời đó là có thể vừa hoàn tất được công việc và đồng thời đó vừa bảo lưu được sức khỏe của mình thông qua cái chương trình liệu trình sức khỏe lá gan do hai nhà đồng sáng lập là cô Đoàn Thị Xuân Mai và chúng ta Quang Hai. Tại sao chúng ta không tận dụng, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay vậy thì để hiểu rõ về cái liệu trình đó như thế nào, về phương pháp nó như thế nào, tại sao gọi đây là một cái liệu trình, hay là tại sao mà chúng ta lại cần phải học về chương trình giáo trình cả đời người học một lần, và tại sao chúng ta cần phải biết được hệ thống CA là gì, và tại sao chúng ta cần phải biết được rằng chúng ta hợp tác với kinh doanh với Amway nó lại có nhiều cái tại sao như vậy, thì chúng ta có thể gặp lại cái người tuyến trên, để người tuyến trên có thể giúp đỡ cho mình nhiều hơn nữa và có thể thành công nhiều hơn nữa. Câu nói cuối cùng đó là gì? Nỗ lực một đời không bằng lựa chọn đúng một lần. Bởi vì Amway có thể không phải là sự nghiệp mơ ước của các anh chị, nhưng Amway có thể thực hiện hết tất cả các mơ ước của các anh chị. Và chúc các anh chị một buổi tối hoàng có thể hiểu về cái chương trình OB này, và đồng thời có thể phát triển được kinh doanh cùng với Amway. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn phần chia sẻ tuyệt vời của chị Lê Thị Trúc Mai, và mỗi người chúng ta hãy dành cho chị Mai một chữ like thay cho lời cảm ơn. Quá hào hứng và rất là máu lửa của chị Mai đã dành thời gian trong buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ cho chúng ta. Và nãy giờ thì chị Mai cũng đã chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều điều rất là tuyệt vời, cũng như là tầm nhìn tương lai, cũng như là chiến lược để chúng ta có thể phát triển công việc kinh doanh của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời các anh chị. Và khi mà nghe xong chị Mai chia sẻ thì mình lại muốn gia nhập Amway thêm một lần nữa các anh chị. Tức là rất là hay. Và nếu như mà người mới mà chúng ta có mặt trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta hãy đăng ký cho mình một cái thẻ để chúng ta có thể là tiêu dùng những sản phẩm của Amway. Và chúng ta bắt đầu kinh doanh Amway thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta với cái tiêu dùng bên ngoài, hiện tại các anh chị cũng đã tiêu dùng sản phẩm bên ngoài rồi và chúng ta cũng đã mất tiền rồi, nhưng nó không mang lại nhiều cái điều tuyệt vời hơn Amway. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ cần đó là gì? Chúng ta thay đổi cái sản phẩm tiêu dùng thôi. Trước đây chúng ta tiêu dùng sản phẩm bên ngoài thì bây giờ chúng ta thay đổi sang những sản phẩm của Amway, bởi vì sản phẩm Amway chất lượng hơn, tốt hơn, và đặc biệt đó là gì? Đó là rẻ hơn sản phẩm bên ngoài nếu như mà chúng ta sử dụng đúng cách. Và chúng ta lại còn có cơ hội đó là hợp tác kinh doanh với Amway, trở thành đối tác với Amway. Còn nếu không, chúng ta muốn là người tiêu dùng thông minh để tiêu dùng sản phẩm giảm giá thôi thì ok, chúng ta chỉ đăng ký để tiêu dùng thôi. Còn khi nào chúng ta thấy đây là một cơ hội mà chúng ta muốn dành thời gian của mình để phát triển sự nghiệp kinh doanh này thì chúng ta sẽ đi học, cũng như là chúng ta sẽ gặp lãnh đạo để chúng ta lên kế hoạch để phát triển công việc kinh doanh này, để chúng ta có một cái nguồn thu nhập thụ động. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đó là chia sẻ về sản phẩm. Và hôm nay thì ban tổ chức cũng đã có mời một cô. Thì khi mà cô biết đến sản phẩm Amway thì cô cũng đã
có những cái bệnh trong người của mình rồi. Nhưng mà thông qua những cái sản phẩm của em quay thì cô đã có được một cái sức khỏe tốt, tốt hơn rất là nhiều. Và đã nhờ những dòng sản phẩm dinh dưỡng của em quay thì cô đã cải thiện được sức khỏe của mình. Thì ban tổ chức cũng đã sắp xếp mời cô chia sẻ một vài phút để chia sẻ về sản phẩm cũng như là cảm nhận của mình sau khi mà cô đã sử dụng sản phẩm em quay có kết quả như thế nào. Thì ban tổ chức xin được mời cô mời cô Lý. Chào cả nhà em quay. Dạ, con chào cô. Alo cả nhà. Dạ, mọi người nghe rõ đó cô. Đầu tiên á, bây giờ cô Lý chia sẻ cho mọi người biết là hiện tại thì cô đang ở đâu, cũng như là trước khi mà cô sử dụng sản phẩm em quay thì cô bệnh tình của cô như thế nào, và nhờ ai mà cô biết đến sản phẩm em quay, cũng như là cô sử dụng sản phẩm em quay bao lâu thì có được cái kết quả tốt, cũng như là sức khỏe của cô hiện tại như thế nào cô nhé. Dạ, thì cô có tầm khoảng là 3 phút để chia sẻ. Cảm ơn cô ạ. Mời cô. Xin chào cả nhà em quay. Nói rõ không ạ? Dạ, nghe rất là rõ đó cô. Cô cứ bắt đầu cô nhé. Nghe rõ rồi. Mình là tên Trần Thị Lý ở Hàm Thuận Nam. Trong thời gian mà mình cô là bị tiểu đường mà đã biến chứng lên đến 8 thứ bệnh. Một là vành mạch não, rồi là đá xoang, đá khớp, rồi là vi phẫu thuật B của bao tử, rồi mờ mắt. Xong năm 2014 là được một người bạn, một nhà phân phối là chia sẻ cho là một cái hộp kem đánh răng và lấy một hộp omega 3. Xong khi sau khi mà sử dụng hết omega 3 thì cái số điện thoại mất liên lạc luôn, thì đó là không biết mua đâu hết á. Xong tình cờ là tìm được, sau tình cờ năm tháng 9 năm 2015 tình cờ mới gặp được là Nguyễn Bá Lời á. Khi đó được cháu Lời và cháu Nguyễn chia sẻ và khám và đo sức khỏe, rồi khi đó là bắt đầu là uống thuốc. Khi đầu tiên á thì uống được 20 ngày ra tự nhiên cảm thấy là sức khỏe rất là tốt, và khi đó con tự nhiên con người nó khỏe mà nó da dẻ nó hong hao với nó này. Khi đó là bắt tháng tháng thứ hai là con người nó mà đi khám, tại khám lại là nói cho là chỉ có cái bệnh tiểu đường thôi, còn bao nhiêu nữa là nó khỏe, nó hết cái bệnh được rồi. Nên khi đó á, khi mà các cháu mà đem cái thẻ về thì đem tập hồ sơ về cho cô là cho tôi, là khi đó là bỏ lại chắc cũng nghĩ là cái chuyện là kinh doanh hay là làm gì hết. Nhưng mà sau thời gian mà uống thuốc rồi nó khỏe rồi á, khi đó từ từ nhưng sao cảm thấy em quay nó tuyệt vời quá. Khi đó là phải là khi đó mình bắt tay vào và là chia sẻ về cho bạn bè, ai có bệnh gì là mình chia sẻ này, cho nên là từ đó là được nhiều người hỗ trợ lắm. Bởi vì do ai cũng nhìn thấy là mình là người nó khác hẳn, khỏe hơn người trước á, cho nên bây giờ là khi đó họ mới bắt tay vào là coi như được là các bạn chia sẻ đi cùng với các cháu Lời và cháu Khuyến nữa, nên là giúp đỡ, cho nên bây giờ là nói chung là cùng mở được nhiều thẻ lắm, và cũng được lên được 6% rồi. Cho nên là tôi nói với mọi người là tôi đến việc ấm quay tôi thấy là khỏe, trẻ và vui nhiều hơn ạ. Tôi xin cảm ơn cả nhà ấm quay ạ. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn cô Lý rất là nhiều. Và có những cái sản phẩm của em quay rất là tuyệt vời, các anh chị có thể giúp cho chúng ta bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng giúp cho chúng ta khỏe hơn. Tại vì cơ thể của chúng ta sinh bệnh là do cơ thể của chúng ta đã thiếu chất rất là nhiều, rất là trầm trọng, cho nên là sau một thời gian dài thì nó sẽ biến chứng ra rất là nhiều bệnh tật. Và chúng ta thường nghĩ là khi mà bệnh thì chúng ta phải đi uống thuốc đúng không ạ?
Nhưng mà cái quan trọng chúng ta không 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 để ý tới đó là chúng ta do chúng ta thiếu chất, hàng ngày chúng ta ăn uống nó thiếu chất cho nên là nó sẽ thiếu hụt rất là nhiều, cho nên là khi chúng ta uống thuốc như vậy thì nó chỉ giúp cho chúng ta cắt đi cái cơn đau thôi, chứ nó không có giúp cho chúng ta bồi bổ những cái dưỡng chất để xây dựng những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta khỏe mạnh để có thể chống chọi lại những cái bệnh đó. Và cũng có một cái lời khuyên dành cho tất cả các chị là gì ạ? Chúng ta đừng để khi mà chúng ta có bệnh rồi chúng ta mới sử dụng dinh dưỡng của Amway, mà chúng ta hãy sử dụng hàng ngày, giống như là ngày hôm nay các anh chị chúng ta chạy xe gắn máy hay chúng ta chạy ô tô thì chúng ta cần phải có dầu, nhớt, xăng, đúng không ạ? Đó là những cái yếu tố để giúp cho chúng ta động cơ nó khỏe mạnh. Thì con người của mình cũng vậy, hàng ngày chúng ta ăn uống thì nó đã thiếu chất rồi, cho nên là chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng cũng như là bổ sung những cái vi chất để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, để cho những cái tế bào của mình nó có sức đề kháng tốt, thì lúc đó cơ thể của mình mới khỏe mạnh và chúng ta mới có một cái sức khỏe cũng như là một cái tuổi thọ dài lâu. Cảm ơn cô Lý đã dành thời gian của mình để chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe về phần chia sẻ về sản phẩm, để chúng ta thấy được những cái chất lượng của những sản phẩm Amway như thế nào thông qua hai phần chia sẻ của hai bạn. Thì hai bạn sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu về sản phẩm gia dụng cũng như là sản phẩm chăm sóc da mặt Artistry. Vừa rồi các anh chị đã nghe cô Lý chia sẻ về cảm nhận của mình về sản phẩm Nutrilite bổ sung dinh dưỡng rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe một bạn trẻ, rất là trẻ các anh chị, nhưng mà bạn đã là chuyên gia về Artistry cũng như là giảng viên về chăm sóc da Artistry. Thì bạn sẽ minh họa cho chúng ta về cái dòng chăm sóc da và đặc biệt đó là sản phẩm sữa rửa mặt Artistry của Amway, thì để chúng ta thấy được cái hiệu quả của sản phẩm rửa mặt, đúng không ạ? Thì thông qua phần chia sẻ này thì các bạn sẽ biết là tại sao chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm rửa mặt của Amway mà không nên sử dụng sản phẩm bên ngoài nữa. Thì chúng ta hãy dành cho bạn Huỳnh Như, chuyên gia về chăm sóc da Artistry, một tràng like để bạn có thể bắt đầu phần chia sẻ của mình. Hello, hello Như. Alo, dạ anh có nghe rõ không ạ? Ok, anh nghe rõ em. Ok, lời đầu tiên thì cho Như xin được phép gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Như tên đầy đủ là Nguyễn Thị Huỳnh Như. Thì hôm nay Như sẽ giới thiệu với các chia sẻ cho các anh chị về một cái dòng sản phẩm chiến lược của công ty Amway mà Như đã sử dụng hơn một năm rồi và có được cải thiện làn da rất là nhiều. Đó là dòng sản phẩm là Artistry Hydravi, là một trong những cái dòng sản phẩm của thương hiệu Artistry. Đây là thương hiệu đạt top 5 thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới theo nghiên cứu của Euromonitor. Đó là một cái công ty nghiên cứu thị trường rất là uy tín. Một số anh chị thì ở đây thì thường nói với Như đó là bây giờ làm mỹ phẩm giả trôi nổi thì rất là nhiều, cho nên là chị không dám xài mỹ phẩm đâu, chị chỉ thích xài hàng thiên nhiên thôi. Thì ở đây Như sẽ lấy một cái đơn cử, đó là quả trứng gà. Đây là một cái mỹ phẩm từ thiên nhiên mà rất là nhiều các anh chị sử dụng. Thì để biết xem cái một cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng lên da mặt của mình nó có phù hợp hay không thì sẽ có hai tiêu chí. Thứ nhất đó là độ pH của sản phẩm, và thứ hai đối với cái sản phẩm mà dạng sữa rửa mặt thì thêm một tiêu chí nữa, đó là vấn đề hòa tan. Thì đối với sản phẩm thiên nhiên này thì Như sẽ thử độ pH bằng một dụng cụ, đó là giấy quỳ. Thì đây là giấy quỳ dùng để đo độ pH. Và nếu giấy quỳ không chuyển màu thì tức là sản phẩm của chúng ta là trung tính và các anh chị có thể sử dụng lên làn da của mình. Còn nếu sản phẩm mà đổi màu thì tức là nó có suốt hoặc là chất axit, nó sẽ không tốt cho làn da của mình. Thì để Như thử xem là cái quả trứng gà nó như thế nào. Như sẽ cho giấy quỳ vào quả trứng gà. Thì như anh chị nói là đắp trứng gà xong thì da mặt của tôi rất là căng mịn và sáng lên. Thì đây chính là lý do mà nó giúp cho các anh chị căng mịn da và trắng sáng tức thời luôn. Các anh chị có thể thấy một điều đó là giấy quỳ của chúng ta đã chuyển màu và rất là đậm, đúng không ạ? Thì chứng tỏ là trong quả trứng gà nó sẽ có cái thành phần đó là suốt,
khi chúng ta đưa lên da mặt của mình á, nó sẽ bào mòn da mặt của mình và sẽ không tốt cho da. Nếu mà mình đắp từ ngày này qua ngày kia thì sẽ không có tốt. Nếu mà mình đi ra đường thì mình rất là nhiều nguy cơ là mình sẽ bị các tia UV trong ánh nắng mặt trời làm xâm hại đến da của mình. Vậy thì để lựa chọn một cái sản phẩm sữa mặt thì nên chọn như thế nào? Thì như nói là Như sẽ thử cái độ pH của sản phẩm trong sữa rửa mặt Artistry Hyravi của mình. Thì sản phẩm Artistry Hyravi có thành phần là từ những cái thành phần rất là hoang sơ và quý hiếm. Thứ nhất đó là khoáng đá muối hồng Himalaya, là một cái dãy núi mà rất là cao. Và các nhà khoa học đã rất là vất vả khi mà mình tìm ra được cái thành phần này và mình sơ chế hoàn toàn bằng tay các anh chị. Các công đoạn sơ chế thì hoàn toàn bằng tay và phơi ngoài nắng để thì nó sẽ có cái màu hồng, cho nên gọi là khoáng đá muối hồng và cung cấp cho chúng ta chín loại khoáng chất tốt cho làn da. Thứ hai đó là quả mọng acai Hawaii. Thì quả mọng acai là một chất chống oxy hóa, thì da chúng ta bị lão hóa là do là bị các gốc tự do tấn công nhiều, đúng không? Và thứ ba đó là thành phần chính của nó nữa, đó là nước tinh khiết từ vùng vịnh hẹp Na Uy. Và đây là sản phẩm cung cấp nước và độ ẩm tức thời và dài lâu cho da của mình. Thì Như sẽ dùng giấy đo độ pH, đó là giấy quỳ, để thử lên cái sản phẩm của mình. Thì Như không có cái không biết là các anh chị có thấy rõ không nha. Thì các anh chị có thể thấy đó là giấy quỳ của chúng ta đã không có bị đổi màu, chứng tỏ là đây là một cái sản phẩm an toàn cho da của mình. Và cái tiêu chí thứ hai đó là chúng ta thử cái độ hòa tan của sản phẩm. Thì đây là hai cái ly nước. Các anh chị hoàn toàn có thể làm cái thí nghiệm này tại nhà của mình với chính cái sản phẩm mà anh chị đang sử dụng. Và đây là hai cái nước, ly nước rất là trong. Và Như sẽ cho cái ly bên đây là vào một cái giọt sản phẩm Artistry Hyravi. Và Như sẽ khuấy đều lên. Đây là thí nghiệm giúp chúng ta có thể thấy được cái sự hòa tan của sản phẩm. Một sản phẩm mà nếu mà các anh chị thấy là sản phẩm của mình hòa tan hoàn toàn trong nước thì chứng tỏ là cái sản phẩm đó an toàn cho làn da. Còn nếu chúng ta thử lên sản phẩm của mình mà thấy sản phẩm mình đang sử dụng ra nó không hòa tan trong nước, như các anh chị thấy nè, hai cái ly nước thì như nhau và cái sản phẩm chúng ta hòa tan hoàn toàn trong nước. Và các anh chị có thể lấy một cái đèn pin để rọi lên sản phẩm thì cũng thấy là sản phẩm rất là trong, nước rất là trong. Thì nếu mà sản phẩm của mình á mà nó sẽ có những cái quần quần ở trong cái ly nước thì và nó màu nó đục thì chứng tỏ là trong sản phẩm đó rất có thể là có các loại hóa chất tạo mùi, tạo hương như thế đó, và đặc biệt là những cái hóa chất đó thì không hề tốt cho làn da của mình. Và sản phẩm của chúng ta là một dạng là gel và rất là nhẹ nhàng, và khi mà chúng ta rửa mặt với sản phẩm này á, là đây là sữa rửa mặt dưỡng ẩm, không chỉ có tác dụng mà làm sạch mà nó còn lưu lại, giúp chúng ta lưu lại một cái độ ẩm là độ ẩm nhất là định nhất định trên da của mình. Và khi Như sử dụng thì Như cảm thấy là làn da của mình rất là căng mịn và đàn hồi, giống như là một cái quả táo mà đang còn căng mọng vậy anh chị. Rất mong là các anh chị chúng ta sẽ sở hữu cho mình một cái dòng sản phẩm mà hoa hậu, các người hoa hậu và những người nổi tiếng đang sử dụng ạ. Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm thì các anh chị có thể chúng ta đến với lễ hội Artistry vào ngày mai. Thông tin chi tiết thì sẽ được lãnh đạo Trương Văn Bình chia sẻ sau chương trình này. Như rất là cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe. Hello, tuyệt vời, cảm ơn bạn Như rất là nhiều. Và thông qua phần chia sẻ rất là hữu ích của Như thì chúng ta đã hiểu thêm được về những cái sản phẩm hàng ngày mà chúng ta đang sử dụng, đó là gì ạ? Đó là sản phẩm chăm sóc da cũng như là sữa rửa mặt. Mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy thì chúng ta sử dụng sữa rửa mặt, và sau một ngày làm việc thì chúng ta cũng sử dụng sữa rửa mặt. Vậy thì sữa rửa mặt cũng là một trong những cái sản phẩm quan trọng hàng ngày giúp cho gương mặt của chúng ta có một cái làn da tốt,
Và để chúng ta sở hữu một làn da tốt thì chúng ta cần tìm hiểu cũng như là chúng ta cần nghiên cứu để chúng ta có được một cái sản phẩm tốt từ thiên nhiên để chúng ta sử dụng mà nó không ảnh hưởng đến da mặt của chúng ta dài lâu. Và chúng ta hãy dành cho bạn Như thêm nhiều chữ like nữa để cảm ơn bạn Như đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ về sản phẩm chăm sóc da mặt. Thì nếu mà anh chị nào chúng ta muốn học hỏi cũng như là chúng ta đã muốn sử dụng sản phẩm Artistry của Amway thì chúng ta hãy đến vào tối thứ năm hàng tuần tại học viện của Amway, đó là số 268 Tô Hiến Thành ở BC Miền Đông, để chúng ta có thể là học hỏi và chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm Artistry khi chúng ta sử dụng. Và một cái sản phẩm rất là thiết thực, và hàng ngày chắc chắn là ai khi mà chúng ta trước khi mà chúng ta ra khỏi nhà thì chúng ta đều phải sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là sau khi mà chúng ta buổi sáng chúng ta thức giấc dậy thì chúng ta cũng phải sử dụng sản phẩm này. Thì chắc chắn là các anh chị đã biết sản phẩm gì rồi đúng không ạ? Chúng ta hãy dành cho bạn Helen, bạn Trâm một tràng like để có thể là bạn chia sẻ cho chúng ta về sản phẩm kem đánh răng. Sorry các anh chị, sẽ demo cho các anh chị xem về sản phẩm sữa tắm các anh chị nha. Sorry các anh chị. Alo, chào Helen. Sorry em vừa mở mic. Xin chào các anh chị, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị về dòng sản phẩm dưỡng da của Amway. Dòng sản phẩm của chúng ta tên là sữa tắm GNH của Amway. Thành phần chính là glycerin và mật ong, hai thành phần giúp cho da chúng ta làm sạch và duy trì độ mềm mại mịn màng trên da của chúng ta và giữ độ ẩm trên da. Thì hôm nay em có mời một bạn đến đây để bạn cảm nhận sản phẩm của chúng ta khi mà bạn xài sản phẩm bên ngoài và sản phẩm của Amway như thế nào. Vì sản phẩm của chúng ta là có cái van silicon chống tràn, thì khi mà mình để chấp xuống như vậy thì cái những cái sữa tắm của chúng ta nó không bị tràn xuống và không có làm hao tổn cái phần sữa tắm trong cái chai của chúng ta. Ở đây em cho một tí nước vào trong một cái bông. Và sau đó em sẽ tạo bọt. Em chỉ cho ở đây thì em cho một giọt sữa tắm và chúng ta tạo bọt lên. Và có thể cho mình mượn cảm nhận của bạn khi mà sản phẩm được trải nghiệm trên da tay của bạn như thế nào. Nên là khi mà đối với lại những người lớn tuổi cũng có thể chúng ta có thể sử dụng và lâu là đã sạch rồi, không cần phải tắm lại vì có thể là họ bị bệnh hoặc là họ không tiếp xúc được nước nhiều á, thì chúng ta chỉ cần tạo bọt sau đó là lau trên thân thể của người lớn tuổi được và chúng ta lau là được. Không mở được màn hình này ra bán là gì em? Không mở được màn hình. Em mở video của mình lên đi Trâm. Lỡ các anh chị là em không mở được video, đợi một tí. Rồi các anh chị đã thấy chưa? Em tắt cái share màn hình đi Trâm. Tại vì em mở share thì không có thể thấy được video của em nha. Dạ rồi. Ok. Thì ở đây em sẽ làm lại cái một lần nữa là trên da tay của bạn này.
trên da tay của bạn này á, thì hiện tại á là bạn đang bị khô da tay và bạn chưa có sử dụng cái sữa tắm gì hết, thì em sẽ dùng cái sữa tắm bên ngoài, sữa tắm của Amway mình, em pha lên và bạn cho cảm các anh chị cảm nhận là khi chúng ta sử bạn sử dụng cái sữa tắm thì bạn cảm thấy như thế nào. Ở đây thì thường những người lớn tuổi chúng ta không thể nào mà tắm cho họ nhiều, hoặc là họ không thể nào mà họ tắm nhiều cho họ sợ nước, hoặc những người bị bệnh á thì chúng ta không thể tắm, thì có thể chúng ta sử dụng khăn giấy để chúng ta lau, thì những cái bọt trên da tay của chúng ta đã sạch và nó không để lại cái độ tích, bạn có thể sờ thử trên da tay của chúng ta. Và đây là sữa tắm ở bên ngoài, bạn có thể cho mình ngửi cái da tay bên kia. Em chỉ dùng một lượng. Bạn cảm thấy cái sữa tắm này như thế nào? Ở đây thì song song với cái sữa tắm của mình á, thì em có thể lau, nhưng với cái sữa tắm của bên ngoài thì em vẫn lấy khăn lau, thì bạn có thể đụng và cho mình cái cảm giác đến da tay của bạn được không? Và khi chúng ta sử dụng cái sữa tắm bên ngoài như thế này thì từ từ da của chúng ta nó sẽ hấp thu những cái hóa chất vào mà chúng ta không hề biết, thì xong những cái hóa chất đó nó sẽ làm cho da chúng ta bị tổn thương và cái độ dày mồi trên da của chúng ta không có. Và song song đó thì em sẽ giới thiệu với các anh chị về cái dưỡng kem dưỡng thể của Amway. Thì kem dưỡng thể cũng thành phần chính là glycerin và mật ong, hai thành phần để giúp da chúng ta mịn. Và khi chúng ta sử dụng sữa tắm xong thì chúng ta có thể kết hợp với lại cái sữa, với lại cái dưỡng thể để chúng ta có thể tạo cho một cái làn da mát mịn và một cái độ ẩm. Và khi mà trời nắng nóng hoặc là những cái thời tiết oi bức, chúng ta cũng có thể sử dụng những cái này để không làm cho chúng ta và chúng ta không bị khô rát khi đi ngoài đường. Phần chia sẻ với mình đến đây hết. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Rồi, ok, cảm ơn Helen rất là nhiều. Thì sữa tắm là một trong những sản phẩm mà hàng ngày chúng ta cũng cần phải sử dụng, đúng không ạ? Để làm sạch cơ thể của mình. Sau khi mà chúng ta đã làm sạch cơ thể của mình rồi thì chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt của Artistry Hydravi để chúng ta làm sạch trên gương mặt của mình. Thì lúc đó thì cơ thể của mình sẽ sạch sẽ và cũng như là thơm tho khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, hay là chúng ta sau khi chúng ta kết thúc một ngày mới, để khi chúng ta làm việc thì sẽ hiệu quả và đạt kết quả tốt hơn. Và nếu các anh chị chúng ta quan tâm cũng như là chúng ta muốn học về những sản phẩm này, cũng như là chúng ta biết về sản phẩm này, thì chúng ta hãy sử dụng và chúng ta trải nghiệm, và chúng ta sẽ được anh chị lãnh đạo đi trước sẽ hướng dẫn cho mình cái cách chúng ta minh họa sản phẩm này, cũng như là chúng ta sử dụng sản phẩm này đúng cách để chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm, các anh chị nha. Và phần đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được giao lưu học hỏi kiến thức cũng như là kinh nghiệm từ lãnh đạo thuyền trưởng của chúng ta. Thì anh là một trong những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong hệ thống cũng như là công ty Amway, cũng như là tại Mỹ và một số quốc gia khác, khi mà anh đi sang nước ngoài cũng như là đi sang một số quốc gia khác. Và tại Việt Nam của mình thì công việc kinh doanh của anh đã phát triển rất là tốt, và anh cũng đã dành thời gian của mình để có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để anh chia sẻ cho chúng ta những cái phương pháp cũng như là những cái kế hoạch lên mục tiêu cho mình, để khi mà các anh chị bắt đầu làm việc thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, cũng như là sắp tới thì là chuyến đi Alaska vào năm sau, để các anh chị có một cái nền tảng tốt để chúng ta có thể thành công trong sự nghiệp kinh doanh này. Và chúng ta hãy dành một tràng like thật là dài, thật dài, thật dài, thật nhiều. Và Giang nghĩ rằng mỗi người chúng ta hãy dành cho anh Trương Quang Bình 10 like, để mời anh Trương Quang Bình bắt đầu phần chia sẻ của mình. Hello, hello, mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rất rõ đó lãnh đạo.
Ok, tuyệt vời. Xin chào tất cả các anh chị nha. Tại vì hôm nay là mình cảm thấy rằng là mọi người đều nỗ lực làm rất là tốt cái phần chia sẻ của mình. Đặc biệt là rất cảm ơn anh, rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Phong, cảm ơn phần chia sẻ của Lê Hồng và cảm ơn phần chia sẻ của Trúc Mai, rồi cô Lý, rồi Helen và Như là những người chia sẻ rất là tuyệt vời. Tất cả những cái lời chia sẻ của các anh chị là mình có quay phim lại hết á. Sau đó mình sẽ up vào cái group của chúng ta để mà tất cả chúng ta có thể xem lại nếu mà cái phần nào mà chúng ta cảm thấy ấn tượng, các anh chị nha. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai á là mình cảm thấy nữa đó là tất cả các anh chị ở đây á là có tinh thần học tập rất là tốt, và sắp sửa là cái Zoom của chúng ta sẽ rất là đầy rồi, cho nên á là sắp tới chúng ta có một cái tin rất là vui là chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái buổi meeting á, là thêm buổi meeting vào tối thứ ba nữa, các anh chị ta sẽ chia sẻ những cái chủ đề tốt hơn cho tất cả các anh chị có thể có cơ hội chúng ta học tập và chúng ta làm việc tốt vào tối thứ ba nữa. Rồi, tức là có tổng cộng chúng ta sẽ có được 2 buổi. Hôm nay thì mình chia sẻ cái nội dung là dành cho những người cũ, tức là dành cho những anh chị đã là nhà phân phối rồi, có thể học thêm một số cái kinh nghiệm để mà làm việc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị về cái kỹ năng mà chúng ta làm sao để mà OBB lần 2, cái kỹ năng làm sao để mà chúng ta có được một cái người khách hàng, trở thành một cái nhà phân phối tiềm năng với tất cả các anh chị ở đây, nó rất là quan trọng luôn. Tại vì mình thấy một điều là chúng ta chia sẻ và làm cho cái công việc kinh doanh này, tuy nhiên là có thể nói một điều là chúng ta bị lẫn lộn giữa khách hàng và nhà phân phối. Và cái điều này mình cũng được cái lãnh đạo, một trong những lãnh đạo rất thành công hệ thống mình, đó là cô Hồng Thủy, chia sẻ và mình cũng cũng nhanh chóng là nắm bắt và mình cảm thấy nó rất là cần thiết cho tất cả các anh chị ở đây. Và mình cũng xin là chúc mừng tất cả những anh chị mà đã chính thức là trở thành nhà phân phối của công ty. Tuy nhiên là chúng ta muốn có thể phát triển sự nghiệp kinh doanh mình lớn hơn thì bắt buộc các anh chị phải học những kỹ năng tốt hơn cho cái sự nghiệp kinh doanh này, các anh chị. Điều đầu tiên mà mình muốn gợi ý, muốn chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây, đó là cái lộ trình mà để chúng ta lộ trình mà của một cái cuộc OBB hoàn chỉnh. Có nghĩa rằng là OBB hoàn chỉnh là như nào? Có nghĩa là chúng ta phải đạt được cái trọn vẹn của cái ý nghĩa của OBB. OBB là chữ viết tắt của cái chữ là opportunity, tức là cơ hội nghề nghiệp. Làm sao mà chúng ta trao trọn vẹn cái cơ hội này cho người khác thì mới gọi là hoàn chỉnh, các anh chị. Và thông thường OBB thì anh chị phải chia ra làm 3 lần để mà chúng ta OBB. OBB lần 1, OBB lần 2 và OBB lần 3. OBB lần 1 có nghĩa là cho thông tin, cho cơ hội lần đầu tiên. Thì chúng ta chỉ cần cho cơ hội thông tin đầu tiên thì chúng ta chỉ cần ký thẻ. Và OBB lần 1 nó gọi là vô hình vô tướng, tức là nó không có một cái hình dạng nào cụ thể hết. Các anh chị nói làm sao càng đơn giản càng tốt. Mình khuyến khích là trong đó chúng ta có minh họa sản phẩm và chúng ta có nói ý tưởng về thẻ tiêu dùng thông minh. Và mục đích chúng ta đạt được đó là nhận được chứng minh nhân dân và thông tin để ký thẻ, đó là thành công. Và thậm chí mình có những người bạn ở rất là xa, nhưng mà mình chỉ cần nhận được chứng minh nhân dân và ký thẻ, đó là OBB lần 1 thành công, các anh chị. Nhưng mà OBB lần 2 thì rất là quan trọng. OBB lần 2 có thể được xem là quan trọng nhất của một cái cuộc OBB hoàn chỉnh hay không là thông qua cái lần 2. Tại vì lần 2 là cái lần mà có thể nói là đạt hiệu quả hay không, có ý nghĩa hay không, chính là cái lần thứ 2 này, các anh chị. Và sau lần thứ 2 đó chính là lần thứ 3, anh chị ha. Thì hôm nay mình sẽ nói chi tiết vào cái phần mà chúng ta OBB lần 2 như thế nào để cho nó đạt chuẩn, để mà giúp các anh chị có thể là phát triển cái sự nghiệp kinh doanh này một cách dễ dàng. Và OBB lần 2 có nghĩa là mục đích của chúng ta là phải định vị được và phân loại được cái đối tượng là khách hàng hay là nhà phân phối. Và chúng ta phải tìm ra được cái người lãnh đạo để chúng ta dẫn dắt. Có nghĩa là họ là nhà phân phối rồi, chúng ta tìm được lãnh đạo để chúng ta dẫn dắt. Và thường OBB lần 2 này diễn ra trong cái không khí đó là 1-1 hoặc là 2-1. Chứ nó không thể nào là trên hội trường mà chúng ta có thể OBB lần 2 này được, các anh chị. Cho nên đó, đây là một cái buổi OBB rất là quan trọng. Hôm nay mình sẽ đi chi tiết vào cái buổi OBB quan trọng này để cho các anh chị có thể học tập cũng như là trao đổi thêm cùng với nhau, các anh chị ha. Thứ nhất thì cái buổi OBB lần 2 này nó sẽ chia sẻ, các anh chị cần phải chia sẻ lại sâu sắc về các giá trị lớn của Amway. Bắt buộc các anh chị phải chia sẻ sâu sắc về các giá trị lớn của Amway. Thì những cái giá trị lớn của Amway là những giá trị gì? Mình thí dụ đó là cái sự nghiệp này là sự nghiệp làm chủ, các anh chị cần phải nhấn mạnh lại cho họ hiểu đây là sự nghiệp làm chủ. Cái điều thứ hai á, các anh chị phải nhấn mạnh được đây là giá trị giúp đỡ người khác, là giúp đỡ chính mình. Chúng ta cần phải nhìn thấy được cái giá trị giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình.
Và thứ ba nữa, các anh chị phải chia sẻ được cho người ta thấy cái giá trị công bằng của sự nghiệp kinh doanh này. Nếu như người ta có một chút suy nghĩ cái công việc này không công bằng là người ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc, các anh chị. Và những người họ hiểu đây là sự nghiệp công bằng thì họ sẽ rất là đam mê làm, tại vì con người chúng ta, những người chính trực thì rất là thích cái sự công bằng. Và trong một cái công ty, các anh chị để ý đi, những người chính trực họ muốn cái sự công bằng thì họ rất là khó để mà ngôi lên cái vị trí tốt được. Nhưng mà những người có những cái con đường khác thì rất là dễ ngôi lên. Nhưng mà tuy nhiên đối với em quay đó là những người công bằng, những người chính trực thì lại rất là dễ lên bin. Cho nên á, những người nhân tài thì lại thích cái sự công bằng, sự chính trực này. Cho nên anh chị vui lòng chia sẻ và phân tích một cách kỹ lưỡng để cho mọi người nhìn thấy được sự công bằng trong kinh doanh em quay. Không phải là người vào sau làm cho người vào trước hưởng, mà là người vào sau là hoàn toàn có thể thành công hơn người vào trước, các anh chị. Và thông thường để mà các anh chị có thể OBB lần 2 thì thông thường đó là sau khi mà cái người đó đi dự những cái buổi hội nghị có cái sự hưng phấn rồi, tốt nhất là sau một ngày các anh chị phải gặp lại và chia sẻ cái chủ đề này. Và tại sao mà làm sao các anh chị có thể gặp gỡ được để mà có thể chia sẻ chủ đề này, thì theo mình có một gợi ý là chúng ta làm sự nghiệp kinh doanh này là chúng ta gắn bó với nhau cả đời luôn. Chúng ta là những người trong gia đình với nhau. Và đôi khi những người mà làm việc chung với mình chính là những người bạn, những người thân thiết với mình. Hoặc là trước đó họ chưa phải là bạn mình, chưa phải là thân thiết với mình, các anh chị cũng phải tạo làm sao cho nó thân thiết. Các anh chị có biết làm sao mà chúng ta có thể thân thiết với nhau không ạ? Mình có thể có chia sẻ anh chị một cái gợi ý mà nhiều lãnh đạo thành công đã áp dụng. Đó là chúng ta cần phải có một cái sự thân mật hơn, thậm chí là chúng ta cần phải có một cái bữa cơm gia đình với lại những người đối tác mới của mình anh chị. Hoặc là họ ăn cơm nhà mình, hoặc là mình tới nhà họ để ăn cơm. Mình có thể có một món quà nào đó nho nhỏ, một cái món đồ ăn gì đó nho nhỏ, mình đem tới nhà của họ và cùng tổ chức ăn cơm với nhau, cùng tổ chức ăn uống với nhau từ cái món đồ ăn mà các anh chị mang tới. Và sau đó thì trong cái buổi ăn chúng ta bắt đầu chia sẻ sâu hơn về kinh doanh Amway, và chia sẻ sâu hơn về kinh doanh Amway thì bắt đầu từ những cái giá trị lớn này, các anh chị nên lưu ý giúp mình. Và giá trị tiếp theo mình muốn nói đó là giá trị đảm bảo và kế thừa. Các anh chị cần phải lột tả được. Và rất là nhiều người làm kinh doanh Amway là họ chỉ làm vì giá trị đảm bảo và kế thừa thôi. Họ chỉ hiểu được là Amway khác những công việc khác là làm được kế thừa lại cho đời con đời cháu của mình. Còn những công việc khác làm rồi thì sự nghiệp cả đời của mình cũng như mất hết, mình không được gì cả, các anh chị. Và cuối cùng các anh chị hãy phân tích cho người ta thấy được đây là một sự nghiệp kinh doanh rất là lớn. Lớn như thế nào thì đó là thông qua được. Thông qua cái sự nghiệp này lớn thì anh chị phải hình dung được cái tiềm năng thu nhập của Amway. Thì các anh chị cần phải nói cho họ thấy được tiềm năng thu nhập của Amway để người ta thấy được sự nghiệp kinh doanh này lớn như thế nào. Đầu tiên các anh chị phải nói được từng khoản thu nhập. Thu nhập thứ nhất đó là thu nhập tiền trực tiếp 15%. Thu nhập thứ hai là tiền thành tích từ 6 đến 21%. Thu nhập thứ ba đó là thu nhập Ruby là 2%. Thu nhập lãnh đạo là 4%. Thu nhập phát triển quốc tế ở thị trường nước ngoài là 2%. Thu nhập phát triển hàng tháng là 1%. Thu nhập cổ đông MRO, cổ đông Diamond và cổ đông EDC. Mình xin lỗi anh chị, ở đây mình bổ sung thêm cho anh chị là cổ đông thứ hai là cổ đông Diamond, các anh chị ha, cổ đông Diamond. Và thứ ba là cổ đông EDC, tức là Executive Diamond. Rồi các anh chị hình dung, right. Và đây chính là cái giá trị mà mình muốn trao đổi với các anh chị, cổ đông EDC. Và số 10 đó là tiền thưởng tiền mặt một lần. Các anh chị cần phải học được cái khoản, các khoản hoa hồng này một cách chi tiết. Nếu như mà các anh chị cần chi tiết, mình sẽ gửi những video clip để các anh chị có thể học một cách chi tiết luôn, được không ạ? Học chi tiết về chế độ tiền thưởng của Amway. Và sau đó thì các anh chị cần phải phân tích cho mọi người thấy được là cái bài toán cuộc đời của mình. Cái bài toán cuộc đời là cái bài toán mà mình rất là thường xuyên phân tích. Bài toán cuộc đời là nếu như chúng ta đi làm công ăn lương một tháng 5 triệu thì chúng ta nhân 12 tháng, một chúng ta nhân tiếp tục cho 40 năm đi làm thì cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu, và công thức chúng ta làm thì bị dấu cộng. Và không ai muốn đi làm công ăn lương cả đời. Cái thứ hai là chúng ta làm chủ kinh doanh truyền thống thì chúng ta phải có vốn liếng, chúng ta phải có kinh nghiệm bằng cấp, chúng ta phải có thời gian, chúng ta phải tránh được rủi ro thì chúng ta mới có thể làm kinh doanh truyền thống được, anh chị. Còn nếu chúng ta làm chủ trong kinh doanh Amway thì chúng ta hoàn toàn không phải là bắt buộc phải vốn liếng, chúng ta không phải rủi ro, chúng ta không phải bắt buộc thời gian 24/24, và chúng ta không phải lo lắng về nhiều thứ. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình muốn nói với các anh chị là nếu chúng ta làm chủ trong kinh doanh Amway, chúng ta khắc phục được những điều đó, và các anh chị phải phân tích được cho người mới họ thấy được cái điều này, các anh chị nha. Right. Ok, điều tiếp theo là anh chị nhất định phải có minh họa sản phẩm một lần nữa. Trong bữa cơm các anh chị hãy nói về nước rửa chén, trong bữa cơm các anh chị hãy nói về LOC, hãy nói về nước giặt đồ và rất là nhiều thứ, cũng như là các anh chị nói về Neutralize để bổ sung như thế nào trong bữa ăn của mình.
Thì nhân những cái đôi lúc đó thì các anh chị nói rất là hiệu quả, và bắt buộc phải có minh họa sản phẩm các anh chị, bắt buộc phải có minh họa sản phẩm. Và mình trân trọng những người nào làm em quay đúng bài bản, đó là có bộ minh họa sản phẩm lúc nào cũng ở bên mình hết. Nó giống như cây súng vậy đó, anh chị ra chiến trường, ra chiến trận không thể nào nói rằng tôi bỏ quên cây súng ở nhà rồi. Thì lúc đó không có ai chờ đợi các anh chị về nhà lấy súng đâu, các anh chị sẽ là người bại trận trên chiến trường. Cũng giống như một nhà phân phối của em quay đi ra thị trường mà không có sản phẩm, không có bộ demo thì coi như là chúng ta đã bại trận ở trên chiến trường, đúng không các anh chị? Điều tiếp theo là đây là điểm mấu chốt nhất để các anh chị định vị người đó sẽ trở thành khách hàng hay là người đó trở thành đối tác của các anh chị. Người đó sẽ trở thành nhà phân phối của các anh chị đòi hỏi cái bước định vị này rất là quan trọng. Định vị đơn giản là so sánh cho khách hàng thấy là khách hàng sẽ quyết định gì khi mà sau khi các anh chị định vị các anh chị. Nếu như họ là những người tiêu dùng của các anh chị thì các anh chị sẵn sàng phục vụ họ giống như là một thượng đế. Tại vì người ta có câu là khách hàng là thượng đế, các anh chị phục vụ khách hàng mình giống như thượng đế. Nhưng nếu như ngày hôm nay họ là xác định họ đồng ý làm nhà phân phối của các anh chị thì các anh chị phải đối xử họ giống như là nhà phân phối chuyên nghiệp, đúng không các anh chị? Thì ở đây mình muốn gợi ý cho các anh chị làm sao mà chúng ta định vị được khách hàng. Đây là một bước rất là khó. Ok, anh chị nào đang mở mic anh chị vui lòng tắt giúp mình. Thank you. Ok, nếu như mà chúng ta định vị á người khách hàng của mình. Ok, good, thank you. Các anh chị vẫn nhìn thấy màn hình đúng không ạ? Ok, thank you. Ok, good. Bây giờ các anh chị hình dung là chúng ta cần phải định vị cái người khách hàng của mình. Làm sao cái người khách hàng của mình họ phải nhận định được là họ quyết định làm người tiêu dùng hay quyết định làm nhà phân phối chuyên nghiệp với các anh chị. Đây là bước rất là quan trọng luôn. Tại vì khi họ quyết định làm người tiêu dùng, anh chị hãy đối xử họ giống như một thượng khách. Hãy đối xử họ giống như là một thượng đế của chúng ta. Chúng ta hãy chăm sóc họ đến tận răng, khuyến mãi cho họ đầy đủ và chăm sóc một cách chu đáo, phục vụ cách tận tình. Tại vì đó chính là cái người khách hàng của mình. Nhưng nếu họ quyết định làm nhà phân phối, các anh chị hãy đối xử họ giống như một nhà phân phối chuyên nghiệp. Vậy thì các anh chị hãy nói những điều gì để phân biệt được người đó là người tiêu dùng hay là nhà phân phối. Các anh chị hình dung, điều đầu tiên mà anh chị phân tích với họ đó là anh chị quyết định nếu như anh chị là người tiêu dùng thì anh chị sẽ được phục vụ chu đáo, nhưng anh chị không có cơ hội được dùng sản phẩm miễn phí. Anh chị thấy đúng không? Là một người tiêu dùng bình thường trong em quay mà không phát triển mạng lưới, không phải là nhà phân phối thì không có cơ hội được dùng sản phẩm miễn phí. Trong khi đó tất cả những người tiêu dùng em quay nhưng mà tiêu dùng theo mô hình tiêu dùng thông minh, có nghĩa là mình đi chia sẻ cho những người khác cùng tiêu dùng giống mình, thì mình có cơ hội được dùng sản phẩm miễn phí suốt đời. Có phải là những anh chị nhà phân phối trong hội trường ngày hôm nay là đã có cơ hội được dùng sản phẩm giảm giá miễn phí một phần hoặc là trọn gói mà chúng ta đang sử dụng hàng tháng, đúng không các anh chị? Thì khi các anh chị lên cấp bậc Silver, thu nhập anh chị thấp nhất là từ 25 triệu đến 35 triệu một tháng, anh chị hoàn toàn có thể dùng 5 triệu để mà tiêu dùng sản phẩm một cách hoàn toàn là miễn phí, anh chị vẫn còn lãi được 20 triệu. Nhưng nếu anh chị xác định là nhà phân phối, các anh chị phải tự đặt hàng, tự phục vụ mình và tự biết làm thẻ cho người mới. Đó là các anh chị xác định làm nhà phân phối, người tiêu dùng thông minh, có nghĩa là quyết định trở thành nhà phân phối luôn. Nếu như các anh chị, và đặc biệt nếu như các anh chị xác định là khách hàng của mình, thì các anh chị sẽ không có thu nhập từ việc tiêu dùng. Hoàn toàn không có thu nhập từ việc tiêu dùng. Và nếu như các anh chị là nhà phân phối thì các anh chị có được thu nhập từ việc tiêu dùng. Các anh chị có thu nhập từ việc tiêu dùng. Và nếu như các anh chị xác định là người tiêu dùng thì các anh chị không được đi du lịch nước ngoài. Anh chị xác định là người tiêu dùng thông thường, các anh chị không được đi du lịch nước ngoài thông qua việc tiêu dùng sản phẩm của anh chị. Còn anh chị quyết định vừa tiêu dùng vừa mở hệ thống trở thành người tiêu dùng thông minh và là nhà phân phối thì anh chị lại được đi du lịch miễn phí mỗi năm cùng với công ty em quay từ một nước cho đến hai quốc gia, thậm chí là ba quốc gia, bốn quốc gia khi những anh chị đạt những cấp bậc cao hơn. Và khi anh chị quyết định làm người tiêu dùng, anh chị không có thu nhập cao và không thể cho con đi du học nước ngoài, trong khi những người làm nhà phân phối thì có thu nhập cao và cho con đi du học nước ngoài các anh chị.
Các anh chị dùng sản phẩm cả đời, làm người tiêu dùng cả đời thì con của các anh chị cũng không thể đi du học nước ngoài. Nhưng quyết định trở thành nhà phân phối thì con của mình được đi du học nước ngoài. Các anh chị quyết định là để mình được đi du học, để con mình được đi du học nước ngoài, hay là con người khác được đi du học nước ngoài, cũng là một việc tiêu dùng thôi anh chị. Và các anh chị tiêu dùng thông thường thì các anh chị không có tài sản để kế thừa. Còn các anh chị tiêu dùng theo kiểu tiêu dùng thông minh của Amway, mở rộng mạng lưới, mở rộng hệ thống, thì các anh chị có tài sản để kế thừa cho đời sau của mình. Các anh chị có tài sản để kế thừa cho đời sau của mình. Vậy thì các anh chị quyết định, các anh chị quyết định là chúng ta sẽ trở thành khách hàng hay là trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp. Các anh chị nên nhớ phải học cái slide này. Một chút mình sẽ gửi cái slide này cho các anh chị để các anh chị có thể nhanh chóng đi chia sẻ và phân loại luôn đối tượng khách hàng của mình là ai. Quan trọng chỗ này mà các anh chị nói càng tốt, càng hiệu quả bao nhiêu thì cái tỷ lệ phân loại của các anh chị đạt tốt bấy nhiêu. Các anh chị đồng ý không ạ? Right. Và khi khách hàng đã quyết định rồi, nếu là khách hàng tiêu dùng thì anh chị biết ứng xử như thế nào rồi. Còn khi khách hàng đã quyết định là nhà phân phối thì các anh chị hãy giúp cho họ là có những cái quan niệm đúng trong cái kinh doanh này. Tại vì khi các anh chị biết không, họ có những quan niệm đúng trong kinh doanh này thì cho dù họ đi chậm cách mấy đi nữa thì họ cũng trở thành FC, cùng lắm tệ nhất cũng trở thành Diamond. Tại vì cái quan niệm này đủ giúp cho anh chị thành công trong kinh doanh Amway. Suốt cuộc đời này chúng ta chỉ cần nhớ những cái quan niệm đúng này thôi. Anh chị ngay lập tức chia sẻ luôn. Tại vì cái buổi chia sẻ này của các anh chị có thể mất cả nửa ngày, thậm chí là một ngày, để các anh chị tìm ra một cái người nhà phân phối chất lượng, thì các anh chị có thể nói cả ngày luôn cũng không sao các anh chị. Vậy thì những quan niệm nào là những quan niệm đúng? Đây cũng là những quan niệm mà trong hệ thống mình lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Quan niệm đầu tiên mà anh chị phải cho người ta, khi người ta xác định là nhà phân phối thì các anh chị phải nói thẳng, đây là sự nghiệp làm chủ, hay là làm chủ chính bản thân của mình. Công việc mỗi ngày mình đi chia sẻ, mình đi mở thẻ, mình đi giới thiệu khách hàng, đó chính là cái công việc mình đi nhặt từng cái viên đá, từng cái viên gạch về để xây dựng cái tòa lâu đài vĩ đại của ngôi nhà của mình. Các anh chị chính là người đi xây dựng tòa lâu đài của mình. Các anh chị phải tích cực và hiểu được một điều là chúng ta, đây là sự nghiệp làm chủ, đây là quá trình rất là quan trọng. Ok. Và cái sự nghiệp này thì xuất phát, cái điểm mấu chốt, cái vốn của nó, đó là xuất phát từ việc tiêu dùng thông minh. Cái này không phải chúng ta tới đây chúng ta tiếp thị, chúng ta bán hàng, chúng ta đi năn nỉ người khác mua hàng. No. Công ty Amway không cần những người đó các anh chị. Công ty Amway không phải cần một người bán hàng chuyên nghiệp tới đây tham gia, mà công ty Amway cần tất cả mọi người đều có thể tham gia, kể cả bà nội trợ. Tại sao? Tại vì bản chất của kinh doanh Amway xuất phát điểm là từ việc tiêu dùng các anh chị. Rất là nhiều người làm sai quan niệm này. Khi mà ngay lập tức mới tham gia vào Amway, chưa phải là một người tiêu dùng, thì vội vàng đi chia sẻ và bán hàng cho người khác, đi tiếp thị cho người khác, thì người ta từ chối mình, vô tình làm cho mình bị tổn thương các anh chị. Tổn thương là tại vì mình làm sai, mình làm sai cái quan niệm này, và người ta nói mình rất là rẻ tiền, tại vì người ta nhìn mình giống như là một người bán hàng thông thường, đúng không các anh chị? Cho nên các anh chị nhớ một điều, chúng ta xuất phát điểm là từ việc tiêu dùng. Tại vì vốn dĩ chúng ta không dùng đồ Amway, chúng ta cũng dùng những sản phẩm bên ngoài thị trường. Chúng ta, các anh chị thử hỏi là chúng ta đã dùng bao nhiêu cây kem đánh răng rồi, và trong tương lai gia đình, dòng họ của mình sẽ dùng thêm bao nhiêu cây kem đánh răng nữa. Nhưng mà chúng ta đã kiếm được đồng tiền, đồng thu nhập nào từ cái việc tiêu dùng đó chưa? Nếu chưa thì các anh chị hãy đổi cái cách tiêu dùng, xuất phát điểm từ việc tiêu dùng, đổi qua cái cách tiêu dùng của Amway. Kinh doanh này chúng ta không phải bỏ thêm vốn vào đây, mà chúng ta biến chi phí tiêu dùng trong nhà thành vốn. Cho nên đó được gọi là một cái kinh doanh rất là thông minh các anh chị. Mình muốn nhắc lại với các anh chị nữa, các anh chị phải lặp đi lặp lại, đây là dự án tiêu dùng thông minh. Đó là cái thứ ba mà các anh chị cần phải nhớ cái quan niệm đúng, đây là tiêu dùng thông minh. Tiêu dùng mà mất tiền là tiêu dùng không có thông minh. Tiêu dùng mà không được miễn phí là tiêu dùng không có thông minh. Tiêu dùng mà không có tiền đó là tiêu dùng không có thông minh. Tiêu dùng mà con không được đi du học nước ngoài đó là tiêu dùng không có thông minh. Tiêu dùng mà không được đi du lịch vòng quanh thế giới đó là tiêu dùng không có thông minh. Tiêu dùng mà lại được tài sản kế thừa thì đó mới gọi là tiêu dùng thông minh các anh chị. Vậy thì các anh chị phải hiểu được những cái lợi ích của việc tiêu dùng thông minh. Đồng ý với mình không ạ? Các anh chị cần phải nhớ những điều này. Điều tiếp theo mà các anh chị cần phải nhớ nữa đó là gì? Các anh chị cần phải nhớ rất là quan trọng. Đó là chúng ta chỉ chia sẻ kết quả sử dụng sản phẩm các anh chị và hướng dẫn sử dụng đúng cách, chứ không phải chúng ta là đi bán hàng. Các anh chị nên nhớ khác nha. Cái người đi bán hàng, đi tiếp thị khác với cái người dùng rồi chia sẻ kết quả sử dụng các anh chị. Có nghĩa là chúng ta chỉ chia sẻ cái kết quả, giống như cô Lý lúc nãy chia sẻ. Cô Lý đã khỏe lại như thế nào? Cô Lý chính là sản phẩm của sản phẩm. Chúng ta phải hiểu cái từ này. Tức là mình chính là sản phẩm được tạo ra từ cái sản phẩm em quay. Ví dụ trước đây mặt mình bị mụn, bị nám. Trước đây mình bị mập,
mình dùng em quay bây giờ mình không một không nám không mặc nữa thì mình chính là sản phẩm của sản phẩm em quay, đúng không các anh chị? Cho nên chúng ta đi bán, đi chia sẻ là chia sẻ cái kết quả. Chúng ta cần phải có tấm hình trước khi dùng sản phẩm và sau khi dùng sản phẩm để chúng ta chia sẻ, đó chính là cái kết quả sử dụng sản phẩm đó anh chị. Rồi chúng ta đặc biệt cái quan điểm đúng trong kinh doanh này nữa, đó là chúng ta cần phải học tập, và chúng ta học tập suốt cuộc đời của mình luôn. Chúng ta cần phải đi chia sẻ cho mọi người về cái quan niệm học tập. Học tập trong cái kinh doanh này là gì? Học tập trong kinh doanh này là học suốt đời. Và trong cái này nó có một cái quan niệm, đó là cái luật trần nhà. Có nghĩa là kiến thức của chúng ta nhiều đến đâu thì thành công của chúng ta trong cuộc kinh doanh này nhiều đến đó. Các anh chị mỗi buổi tối đều lên Zoom này học, không bỏ bất kỳ bữa nào, đó là bí quyết thành công của các anh chị đó. Các anh chị giữ được ngọn lửa đam mê, buổi họp Zoom này chính là một cái dòng nước mát, nó tưới vào cái cây sinh trưởng của các anh chị, tưới vào cái cây kiến thức của các anh chị, để anh chị trưởng thành mỗi ngày, trưởng thành mỗi ngày, nó đâm lá, đâm rễ, thì mỗi ngày cây của các anh chị sẽ chuẩn bị kết quả khi các anh chị mỗi ngày có một kiến thức nhiều hơn. Kiến thức mới là cái giúp cho anh chị làm ra tiền, đúng không ạ? Kiến thức mới là giúp cho chúng ta làm ra tiền. Cho nên ai hiểu được cái luật mà chúng ta cần phải đi học để thành công thì người đó chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta học rồi, chúng ta biết, rồi chúng ta làm, rồi chúng ta dạy lại người khác làm giống mình là chúng ta thành công các anh chị. Và người Do Thái người ta có câu nói, kiến thức chính là tài sản ở trong đầu con mà không có ai đánh cướp của con được. Cho nên là con phải học kiến thức nhiều hơn. Mình khuyến khích các anh chị học. Đối với mình, sự nghiệp em quay là học tập, mà học tập là sự nghiệp em quay. Ngoài học những cái trực tiếp ra, học online của công ty ra, thì đội nhóm của chúng ta mỗi tối thứ sáu hàng tuần thì đều có chia sẻ online như thế này. Các anh chị cần dạy tiếng dưới mình sử dụng Zoom, đưa vào là học online được, bất kể người đó ở bất kỳ quốc gia nào hay là bất kỳ tỉnh thành nào của Việt Nam. Các anh chị có đồng ý với mình không ạ? Ok, rồi. Và đây chính là cái lý do tại sao chúng ta cần phải học tập. Kiến thức của anh chị tới đâu, thu nhập của các anh chị tới đó. Người ta có thể kiếm tiền từ một cái túi trống rỗng, nhưng người ta không thể làm giàu từ một cái đầu rỗng. Các anh chị nhớ câu nói này của mình. Có thể kiếm tiền từ một túi trống rỗng nhưng không thể làm giàu từ một cái đầu rỗng các anh chị. Rồi, chúng ta tiếp tục. Chúng ta kinh doanh này là kinh doanh đoàn đội. Chúng ta cần phải đoàn kết với nhau, đoàn kết với những người phát triển kinh doanh em quay ở bất kỳ chỗ nào mà chúng ta đang phát triển thì chúng ta mới có thể làm lớn được anh chị. Kinh doanh đồng đội hợp sức lại chúng ta làm, nếu ai chia rẽ thì coi như chúng ta thua. Các anh chị nghĩ coi, một chiếc đũa chúng ta bẻ nó sẽ gãy, nhưng mà có đũa bẻ cực kỳ khó gãy, thậm chí không bao giờ gãy, là tại vì chúng ta biết đoàn kết lại trở thành một bó đũa. Những người làm em quay động viên nhau, giúp đỡ nhau cùng thành công, đó chính là chúng ta đoàn kết. Quan niệm số 7, đó là chúng ta làm 3S 1M đều đặn mỗi ngày. 3S tức là S đầu tiên, anh chị nào nói selling là không đúng, tại vì selling là bán hàng. Chữ S đầu tiên được gọi là sharing. Sharing tức là chia sẻ kết quả sử dụng sản phẩm của mình, dùng tốt như thế nào. Thứ hai đó là sponsoring là bảo trợ. Và thứ ba là servicing là chăm sóc. Và thứ tư đó là meeting, đó là chúng ta dự những buổi meeting online và offline như thế này. Các anh chị nhớ làm 3S và 1M mỗi ngày, anh chị nhớ. Thì từ từ nó sẽ tích lũy, nó góp gió thành bão, giúp cho sự nghiệp kinh doanh của chúng ta thành công. Điều thứ 8, quan điểm thứ 8, công việc kinh doanh này chúng ta tìm người phù hợp và sàng lọc người, chứ chúng ta không thuyết phục, không dụ dỗ và không lôi kéo người khác làm cái kinh doanh này các anh chị. Chứ là chúng ta sàng lọc công việc, mình phải sàng lọc liên tục. Cũng giống như các anh chị đãi cát tìm vàng vậy đó. Khi các anh chị đãi, các anh chị phải mong cho cái cát, cái rác nó xuống nhanh để mà các anh chị nhìn thấy vàng. Thì trong công việc kinh doanh này, nếu như một người tham gia mà họ nghỉ, các anh chị phải mừng, tại vì đó không phải là cái người phù hợp cho công việc của mình, đúng không các anh chị? Mà anh chị ở đó, các anh chị tiếc rẻ, các anh chị chặt lưỡi thì tốc độ làm rất chị rất là lâu. Cái công việc này cũng giống như các anh chị mò chai mà lấy ngọc vậy đó. Các anh chị mò những con chai ở dưới biển, các anh chị mò lên, các anh chị gặp cái con chai có ngọc thì anh chị lấy. Còn anh chị mò lên gặp con chai thối, anh chị không thể ở đó ấm cho con chai nó ra ngọc được, mà anh chị phải nhanh chóng bỏ con chai thối đó đi để nhanh chóng được đi mò con trai tiếp theo, đúng không các anh chị? Cái tỷ lệ mà các anh chị nhanh chóng đi mò con trai tiếp theo á, các anh chị được cái con trai nữa đó, là nhanh hơn rất là nhiều so với việc các anh chị ngồi đó, các anh chị ấm, các anh chị chờ cái con trai thối nó có ngọc. Có lẽ là nó không bao giờ có ngọc trên tay của các anh chị đâu. Cho nên sàng lọc càng nhanh càng tốt. Vậy các anh chị tìm những người nào phù hợp với kinh doanh này? Các anh chị có thể tìm những người có ước mơ, những người có ý thức về sức khỏe và môi trường, những người muốn thay đổi chất lượng cuộc sống, những người muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, những người muốn có nhiều thời gian hơn, những người muốn nâng cao chất lượng cuộc sống mình tốt hơn. Và nó có một cái quy luật dễ tìm lắm anh chị ơi. Cứ anh chị chia sẻ cho 100 người sẽ có 20 người đồng ý. Trong 20 người đồng ý ký thẻ làm người tiêu dùng thì trong đó có 5 người đi làm em quay. Trong 5 người đi làm em quay sẽ có một người giỏi.
mục tiêu của các anh chị là tìm mấy người giỏi thì các anh chị hãy chia sẻ cho mấy trăm người nghe là được, các anh chị nhớ nha. Ok, rồi quan điểm số 9 đó là no meeting thì no Amway. Kinh doanh Amway á, kinh doanh những buổi hội họp, kinh doanh những buổi meeting. Nếu như các anh chị không có meeting á thì coi như là chúng ta không có làm Amway. Cho nên là chúng ta bắt buộc là phải tham gia những buổi meeting, nó gọi là có meeting thì mới có Amway. Cho nên chúng ta tích cực tham gia những buổi meeting, được không ạ? Tham gia buổi meeting, meeting ở đội nhóm, meeting ở nhà, meeting ở văn phòng, ở chỗ nào có meeting Amway là mình có thể tham gia. Ưu tiên hàng đầu là meeting cùng với đội nhóm mình trước, meeting cùng với hệ thống mình trước. Còn không có meeting là mình tự tạo ra đó các anh chị, mình tự tạo ra. Ok, rồi tìm người để dẫn dắt. Những người nào, những người tin tưởng nè, lắng nghe nè, làm theo nè, nghe lời tiếng trên nè, thì những người này là anh chị dẫn dắt được. Những người này là anh chị dẫn dắt được, tại vì sớm muộn gì chúng ta cũng thành công. Và đặc biệt đó là chúng ta phải đi theo tiếng trên, đi theo hệ thống tiếng trên của mình. Thì đây là những quan niệm đúng trong kinh doanh Amway, giúp cho các anh chị thành công, các anh chị nhớ. Thế thì một người mới, họ đã quyết định trở thành nhà phân phối rồi. Anh chị cần chia sẻ cho họ những quan niệm này. Anh chị phải có trong tay lúc nào phải có những quan niệm này để chi? Mình nhắc đi nhắc lại họ. Họ làm sai một quan niệm nào đó thì mình nói liền để cho họ nhớ lại cái quan niệm. Và khi mà họ làm sai là mình biết họ đang làm sai quan niệm, cho nên không có thành công, đúng không các anh chị? Cho nên các anh chị nào mà thấm nhuần cái quan niệm này đi vô não của mình luôn thì tốc độ thành công của các anh chị sẽ rất là lớn. Mình tin chắc điều đó và xin chúc mừng các anh chị khi các anh chị đã có những quan niệm này. Hôm nay thì còn một cái thông tin vui nữa là mình muốn trao đổi với các anh chị là về chương trình tưởng thưởng mới của công ty Amway. Các anh chị được 10.000 điểm thì gọi là Silver, thì cũng được gọi là một tháng SQ. Và nếu các anh chị được 6 tháng SQ thì là Platinum. Nhưng mà các anh chị được thêm một tháng SQ thứ 7 nữa thì công ty công nhận anh chị là Platinum, đồng thời anh chị được SQ 7 và anh chị được thưởng 45 triệu. Nếu như anh chị được 9 tháng thì được thưởng thêm 60 triệu, đó là phần thưởng thêm của công ty Amway. Và anh chị đạt 12 tháng thì anh chị được thưởng 140 triệu. Bên cạnh đó, khi chúng ta đã là MRO rồi, chúng ta tăng thêm một tháng Q, chúng ta được 45 triệu và tăng từ 4 tháng Q trở lên được 75 triệu nữa anh chị. Bên cạnh đó chúng ta còn tiền thưởng tiền mặt một lần khi mà chúng ta lên chức nữa anh chị. Đó là tiền số 10 mà lúc nãy mình nói. Khi lên Founder Platinum được 55 triệu. Chuyển dần cho đến Founder Executive Diamond là được 360 triệu. Đặc biệt năm nay mình lên chức rồi, năm sau mình không lên chức nữa, mình lưu ban. Anh chị nào đang sử dụng mic vui lòng tắt giúp. Ok, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và bây giờ các anh chị nhìn nè. Và năm nay ai lên Pro là được thưởng thêm một cái iPad nữa anh chị. Tức là chúng ta giữ được cái chức đó, chúng ta vẫn có thu nhập bình thường, chứ chúng ta không bị gián đoạn cái thu nhập của mình vào năm sau khi mà chúng ta tiếp tục là có tiền thưởng. Ok, rồi rất là tốt. Vậy thì bây giờ mình muốn chia sẻ tiếp cho các anh chị để các anh chị có thể nhìn thấy được cái bức tranh toàn cảnh của công việc của mình trong tương lai như sau. Sau khi các anh chị nhìn thấy được cái tiền thưởng của công ty rồi, và đặc biệt là lúc nãy Trúc Mai và những lãnh đạo có nhắc đi nhắc lại là chuyến du lịch của chúng ta sắp tới là một kỳ tích, là một kỷ lục. Ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều người muốn đi Mỹ mà họ không đi được các anh chị. Kể cả họ có tiền họ cũng không đi được, các anh chị có biết không? Cho nên đây là cái cơ hội mà lần đầu tiên trong lịch sử kinh doanh Amway, trong vòng 6-7 năm của kinh doanh Amway, và trên toàn thế giới này cũng chưa có nước nào mà chỉ mới có 6-7 năm mà bà Platinum được đi Mỹ. Đó là đây là một tiểu bang lạnh của Mỹ. Và tiểu bang này thì cực kỳ đẹp với là tuyết trắng phủ quanh năm. Và đặc biệt có những cái loài động vật sống ở cái vùng lạnh này rất là đẹp, rất dễ thương, rất đáng để cho các anh chị tham khảo. Và băng ở chỗ này nó cũng sắp là tan chảy ra rồi các anh chị. Nếu như các anh chị không tới đây kịp thì có lẽ là chúng ta không có cơ hội ngắm băng những lần tiếp theo. Điều tuyệt vời là gì? Đây là một trong 100 điểm du lịch mà người ta phải tới trước khi chết. Có thể dùng từ một câu là ở Việt Nam cái cây cột điện nó cũng muốn qua Mỹ nữa, đúng không anh chị? Tại sao cái cây cột điện nó còn muốn qua Mỹ nữa mà các anh chị không muốn đi? Nhưng mà chúng ta đi là phải có điều kiện và tất nhiên phải có sự nỗ lực, như vậy nó mới công bằng. Chứ không thể nào ai đăng ký vô Amway cũng được đi thì nó không có công bằng. Thế thì làm sao chúng ta có thể được đi? Thì ở đây chúng ta có tiêu chuẩn như sau. Anh chị là Founder Platinum trở lên thì sẽ được tặng thêm 1.000 điểm nữa. Thì coi như là anh chị chắc suất được đi du lịch rồi. Từ Founder Platinum trở lên coi như là khá là chắc suất. Tại vì yêu cầu chỉ có 8.000 điểm thôi. Nhưng mà bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ cho các anh chị một điều tuyệt vời nữa là gì? Công ty hỗ trợ cho anh chị một điều tuyệt vời nữa. Đó là năm nay những anh chị đạt từ cấp bậc Emerald trở lên thì công ty sẽ đảm bảo cho anh chị là đi du lịch AOS tại Mỹ này luôn. Emerald là gì? Emerald là một người phát triển có 3 nhánh.
Một người phát triển có ba nhánh, phát triển có ba nhánh là người đó sẽ là immoral các anh chị. Và hôm nay mình mô phỏng cho anh chị ba nhánh có nghĩa là sao. Nếu như ngày hôm nay các anh chị nào hiểu cái ý tưởng của mình, có nghĩa là chúng ta đặt mục tiêu là immoral, thì chúng ta sẽ hưởng tất cả những khoản tiền thưởng mà lúc nãy mình nói, cộng với thu nhập của immoral trung bình mỗi tháng là 70 triệu nữa, tổng cộng nhân 12 tháng là 840 triệu, cộng với những khoản tiền thưởng các anh chị được hưởng, đó là SP12, Founder Platinum, Sapphire, Founder Sapphire, Immoral, cộng lại tất cả luôn là khoảng 1 tỷ 195 triệu, các anh chị tính đi ạ. Và chúng ta dành thời gian để chúng ta phát triển, để chúng ta đạt được cái số tiền đó trong vòng 1 năm chúng ta làm việc. Chỉ tập trung 3 nhánh thôi. Ngày thứ 2 anh chị tập trung cho nhánh số 1. Ngày thứ 2 anh chị tập trung nhánh thứ 2 và ngày thứ 3 anh chị tập trung nhánh thứ 3. Cứ anh chị lặp đi lặp lại. Và anh chị cần phải tập trung toàn bộ thời gian và công sức lực của mình vô đây thì anh chị mới hoàn thành được mục tiêu này, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cho anh chị xem một số cái hình ảnh. Mình sẽ cho anh chị xem một số hình ảnh như sau. Để các anh chị có thể nhìn thấy. Đây là cái hình ảnh về những người đạt được những cái chuyến du lịch này. Các anh chị có thể, mình có thể cho các anh chị xem để có thể nhìn thấy được là từ phía công ty có những cái sự chuẩn bị cho chúng ta rất là lớn. Right? Là để chúng ta có thể đi du lịch Alaska. Các anh chị có thấy cái... Ok, các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu mà các anh chị thấy tuyệt vời thì các anh chị có thể cho một ít like để các anh chị cảm nhận được cái chuyến du lịch này tuyệt vời như thế nào. Điều quan trọng nữa là mình muốn chia sẻ với các anh chị đó là sao? Khi mà chúng ta đi cái chuyến du lịch này, chúng ta cần phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Và đặc biệt mục tiêu mà mình cảm nhận sâu sắc nhất đó là mục tiêu trong cái thời điểm này, đó là mục tiêu mà chúng ta đạt được Emerald. Bây giờ mình sẽ cho các anh chị thấy là có rất là nhiều người đang đặt cái mục tiêu là Emerald. Trong năm nay cùng với đội nhóm của chúng ta có rất là nhiều người đang đặt mục tiêu Emerald cùng với đội nhóm của chúng ta các anh chị. Ok, những cái hình ảnh này chắc có lẽ là mình sẽ gửi cho các anh chị thông qua cái mình sẽ gửi cho anh chị thông qua cái Zalo. Zalo, yes. Thì bây giờ sẽ một lần nữa chia sẻ với các anh chị là cái kế hoạch để chúng ta có thể đạt được. Là tại vì khi mà các anh chị đạt được 3 nhánh thì xem như là chắc chắn các anh chị sẽ được đi. Bây giờ chúng ta còn 14 tháng nữa để thực hiện kế hoạch này. Và nếu như năm nay chúng ta đạt được đi Alaska và chúng ta đạt được mục tiêu Emerald thì năm tới A60 tại Las Vegas, Mỹ, khả năng các anh chị đi cũng sẽ cực kỳ cao, đúng không ạ? Và Alaska chính là nền tảng của Las Vegas, Mỹ. Bây giờ mình sẽ cho các anh chị xem tiếp tục cái hành trình mà chúng ta đi Alaska như đi Las Vegas, Mỹ như thế nào. Anh chị xem tiếp tục cái chuyến mà chúng ta 60, kỷ niệm 60 năm là chúng ta đi tại Las Vegas.
cái sorry các chị. Đây là cái nơi mà gọi là thiên đường của cái gọi là những cái nghệ sĩ cũng như là cái thiên đường của vui chơi giải trí. Năm nay chúng ta hoàn thành được 3 nhánh thì năm tới cũng một phương pháp đó, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành 3 nhánh nữa để chúng ta có thể tới thành phố tuyệt vời Las Vegas. Đây là một trong những nơi mà các anh chị cũng nhất định phải tới. Và kỳ tích thì do con người tạo ra. Kỳ quan trên thế giới là do vũ trụ này tạo ra, nhưng mà kỳ tích là do con người tạo ra. Các chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái kỳ tích cho bản thân của mình. Ok, cảm ơn các chị rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã hình dung được là năm nay chúng ta cần tập trung được điều gì, năm sau chúng ta tập trung điều gì, đúng không ạ? Những anh chị là người mới thì hãy hỏi cái người giới thiệu của mình để mà có thể hướng dẫn cho mình biết đăng ký một cái mã số em quay như thế nào, sau đó chúng ta đăng nhập vào em quay như thế nào, và chúng ta biết tiêu dùng những cái sản phẩm đầu tiên như thế nào, chúng ta biết đặt hàng như thế nào, thì các anh chị nhớ lưu lại cái số tổng đài của công ty em quay. Đó là 1900 1850. Chúng ta sử dụng sản phẩm của công ty là với 3 cách đặt hàng. Một là có thể đặt trực tiếp, hai là chúng ta đặt qua internet trang web amway2u.com, ba là chúng ta đặt qua số tổng đài của công ty Amway 1900 1850 các anh chị. Và thông qua rất là nhiều năm phát triển cái kinh doanh này thì mình phát hiện một điều là bây giờ nếu như các anh chị biết tập trung, bây giờ nếu như các anh chị biết tập trung vào cái kinh doanh của mình ngay lập tức, chúng ta xây dựng thì có thể xây dựng nhiều hơn 3 nhánh, nhưng mà chúng ta xoáy sâu và tập trung vào 3 nhánh mạnh, và chúng ta dồn toàn lực, dồn toàn cái sự tập trung xuống đây thì coi như cái khả năng thành công của các anh chị sẽ tới, đúng không anh chị? Rồi, bây giờ mình muốn là hẹn các anh chị vào buổi tối thứ 6 tuần sau, chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là tuyệt vời, đó là tối thứ 6 tuần sau là một trong những lãnh đạo Imoro nhanh nhất của hệ thống của chúng ta sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị một cái chủ đề. Đó là cái chủ đề được gọi là, nó là một cái chủ đề nóng, tức là đầu tư vào bản thân của chúng ta như thế nào để giúp chúng ta thành công trong kinh doanh Amway mà chúng ta không phải lây hoay tìm kiếm lâu. Và lần sau mình cũng sẽ chia sẻ các anh chị một cái chủ đề, đó là giúp cho anh chị biết OBB lần 3 như thế nào, và hướng dẫn cho anh chị một cách chu đáo về cái việc kinh doanh tại nhà như thế nào các anh chị, được không ạ? Và tối thứ 6 tuần sau là ngày 1 tháng 7 năm 2016, cũng đúng 8:30. Và mình tin chắc điều là tối thứ 6 tuần sau, cái phòng của chúng ta nó sẽ kín và không còn chỗ chứa. Cho nên những anh chị nào mà vào sớm thì có lẽ là được ưu tiên hơn. Tại vì sao? Phòng của chúng ta nếu như mà vào hết chỗ rồi thì sẽ không còn nữa. Cho nên anh chị phải tranh thủ. Đó. Và mình tin chắc tối 6 tuần sau là rất là đông, khi mà các anh chị được gặp cái người lãnh đạo cổ đông của công ty Amway tuyệt vời, là lãnh đạo Emoro, là một trong những cái người mà có tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhanh trong kinh doanh này. Và mọi người đang háo hức chờ đợi cái sự chia sẻ của cái người lãnh đạo tuyệt vời trong tối 6 tuần sau với tất cả các anh chị ở đây. Ok, thì ngày hôm nay thì cái thời gian của chúng ta chia sẻ cũng như trao đổi cái kinh nghiệm tới đây là cũng đã kết thúc. Những anh chị nào có đặt những cái câu hỏi gì thì tiếp tục hỏi thì mình sẽ trả lời. Nhưng mà trước khi các anh chị đặt câu hỏi thì các anh chị mình sẽ tăng dặn thêm một số điều. Đó là vào ngày mai thì toàn bộ những anh chị ở gần lân cận khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tổ chức một cái chương trình trải nghiệm sản phẩm Artistry, là hãng mỹ phẩm tài trợ cho toàn bộ Hoa hậu Mỹ hiện nay trên toàn thế giới. Thì ngày mai chúng ta sẽ có buổi trải nghiệm tại BC bắt đầu từ lúc 8:30. Anh chị nào có bạn bè, có đối tác, có khách hàng ở lân cận khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hãy mời họ đến để trải nghiệm, đồng thời đối với họ là đến trải nghiệm, có cơ hội trải nghiệm sản phẩm của Mỹ, đồng thời có cơ hội hợp tác
phân phối chính những sản phẩm đó ra thị trường luôn các anh chị. Cái là cái thông tin rất là tuyệt vời. Và ngày 9 ngày 10 này chính là thông tin về đại hội thay đổi đến thành công của hệ thống của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh, để chuẩn bị một cái nền tảng rất là lớn, chuẩn bị một nền tảng rất là lớn cho đại hội thành công, chuẩn bị nền tảng rất lớn cho đại hội thành công vào tháng 8 là đại hội năm. Chúng ta sẽ gặp được 7 Ground Ambassador trên toàn cầu sẽ về tham dự. Và những cái thông tin về Ground Ambassador các anh chị có thể lên Facebook của mình để mà chúng ta có thể lấy ở trên Facebook của mình các anh chị ha. Là trên Facebook của mình là có thông tin về những Ground Ambassador đó. Ok. Và bây giờ trước khi chúng ta kết thúc thì mình cũng muốn chia sẻ với các anh chị là những diễn giả của lần sau thì thứ nhất đã có một Emerald tuyệt vời, đã chia sẻ chủ đề tuyệt vời. Thứ hai là mình muốn mời bác sĩ Tuyết là tại thị trường Phan Thiết sẽ chia sẻ một cái chủ đề về một cái sản phẩm Neutralize, về một cái sản phẩm Neutralize mà bác sĩ yêu thích để cho tất cả mọi người có thể hiểu và có thể dùng sản phẩm Neutralize. Và phần đầu chúng ta vẫn là có chương trình chia sẻ về cơ hội kinh doanh dành cho những anh chị người mới. Và ưu tiên cho những anh chị nào đã từ Silver, Platinum trở lên đăng ký chia sẻ cho lần sau. Và phần chương trình đó thì các anh chị cứ đăng ký lãnh đạo.